bớt cửa xuống em đi. Ôm nốt mẫu quần bên kho về đi. Bên kho chỉ thấy còn quần tôi moi mà em bọn em đã ôm về đâu. Cả bộ nam nữa đấy. Chết thật tóc tay này. Như cái con dở hơi tập bơi này không biết. Hạ bớt cửa thôi chứ. Nhiều khách chuyển khoản đấy nhỉ. Để kéo một cắp vào cái này. Nó sợ chị Giang lên hết hay sao, nó phải bảo chồng nó lấy luôn. Hello mọi người. Giang ơi bảo nhân viên vào đọc tin nhắn giúp chị với. Chị Hằng Nguyễn ơi lát nữa nha. Các bạn đang chốt đơn. Chứ giờ này đã đọc làm sao được. Đơn của chị có vấn đề gì hay là chị có đơn hay như thế nào đấy ạ. Rồi mọi người nhấn chia sẻ livestream cho em nha các. Tình yêu. Chia sẻ hết lên nào. Tặng hết. Bán không hết thì cho hết nhỉ Thảo nhỉ. Đúng, quá đúng luôn. Cho nên không ai sẽ lấy, không ai dám lấy. Không ai dám lấy luôn hả? Em hóng nước hoa quá chị ạ. Lê thơm với nước hoa em dành cho các chị nhắn tin Zalo đấy. Chiều nay, à sáng nay vừa mới chốt 20. Chiết 20 cho các chị em mình rồi. Tức là em chiết hết một lọ to rồi. Được chưa? Sáng nay là mới đăng thông báo mà bao nhiêu chị nhắn tin Zalo là em nhận đơn hết rồi. 20 chị đã cho nhân viên gói và gửi hàng rồi đấy. Nước hoa chiết. Được chưa? Vì gọi là nước hoa chiết để cho các chị em mình được dùng nước hoa hàng xịn, nước hoa hàng au nó như nào ấy mà. Bác nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên giúp em nha các chị. Mỗi chị em mình vào mình cho em xin một nút chia sẻ nhá. Có lên đồ bé không em? Em không biết có lên đồ bé không chị ơi. À, Thảo xinh gái thế. À, sang năm chị mua lại hàng nha. Nguyễn Thị Diễm Ngọc, đúng rồi chị Nguyễn Thị Diễm Ngọc mua nhiều quá rồi. Ở cái fanpage cũ, ui dồi ôi lâu lắm rồi em mới thấy chị Nguyễn Thị Diễm Ngọc, em thấy bác mua nhiều quá. À, hóng áo da nhà Giang, ở nhà Giang thì có cả thế giới thôi. Các chị em mình nhấn chia sẻ livestream giúp em nha. Chị nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em. Chưa chia sẻ nhấn chia sẻ lên cho em này. Rút hết là chỉ những cái màu của mã nào để rút màu cam này đi cho chị 20 cái, rút cho chị 20 cái vào đây. Bán kỷ niệm cho mỗi chị em mình cái trước đã. Rút à, nhấc cho vợ cái này ra đi chồng ơi. Chị nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ chia đôi cái ghế ra. Mời bác mình vào mình cho em xin lúc chia sẻ nha. Gió nhăn còn đâu mang ra chị lên cho gọn đi em. Gió nhăn chị thấy còn nhiều đâu đấy. Mọi người nhấn chia sẻ livestream cho em nha. À, có lên áo khoác không? Có chứ chị. Áo khoác nhà em nhiều mà.
Thôi chị tặng hai cái này trước đã em ơi. Hai bác mỗi bác một cái này. 25.000. Lên cho em là mã tặng 1 25.000 một cái cho hai chị luôn nhá. Đợt chợ lót nỉ lông bên trong cho các chị em mình. Mặc cho em thì siêu ấm luôn. Hai chị mỗi chị một cái 25.000. Lên cho em là mã tặng 1 giúp em. Em áo khoác 135.000 bán cho các chị em mình 25.000 thôi. Chúng ta kéo cái kia ra có khi cắm vặt thoang thoảng cho vợ cho quay. Được chưa? Tặng 1 25.000 đồng một cái cho hai chị mỗi chị một chiếc luôn này. Được chưa? Lên cho em là mã tặng 1 giúp em nhá. Mỗi chị mình vào mình cho em xin một nút chia sẻ đi các chị. Chia sẻ công khai về trang cá nhân cho em này. Sau đó các chị chia sẻ lên các hội nhóm nhá. Chia sẻ càng nhiều hội nhóm thì sẽ càng nhiều quà. Chia sẻ càng nhiều hội nhóm thì càng nhiều quà luôn. Lên cho em là mã tặng 1 25.000 một cái áo khoác đấy cho mọi người nha. Nhưng mà với điều kiện là phải chia sẻ livestream. Chia sẻ công khai đi, chia sẻ một vài lần lên cho em bấm theo dõi fanpage. Rồi chưa bấm theo dõi fanpage để nhận được thông báo khi em lên livestream nhá, thả tin cho em. Thả tin một phát thôi. Tặng một cho chị nào đây ạ? Tặng một này, tặng một em ghim comment này, chúc mừng một chị đầu tiên thu thời. Chị này như khách mới đúng không? Thu thời này. Đợt chợ thu thời có luôn tặng một được một cái áo đấy 25.000. Tiếp theo em ghim comment của một chị nữa nhá. Nhiều chị lên comment rồi nhưng chưa chia sẻ. Tức là mình chưa có logo người chia sẻ thì mình sẽ bị bỏ qua. Đợt chợ không có logo người chia sẻ tức là chưa chia sẻ cho em Giang là sẽ bị bỏ qua. Nhớ. Rồi cho chị nào đây? Em cho chị thứ hai là chị nào đây ạ? Ok cho chị Thùy Nguyễn. Ảnh cầm cái bông hoa này nhá. Thùy Nguyễn này. Hai chị có luôn. Được chưa? Thùy Nguyễn có luôn nha. Chị ảnh đại diện cầm cái bông hoa ấy. Được chưa? Em ghim comment lên rồi đấy ạ. Có luôn tặng 1, 2 chị đấy. Mỗi chị được một cái 25.000. Xong luôn mã tặng 1 rồi. Xong mã tặng 1 giờ lên cho các chị em mình. Hàng lẻ tẻ nhà mình còn đâu em? Lẻ tẻ còn đâu không? Lẻ tẻ ôm cho chị ít nào. Cho mọi người không đồng tí. Cho mọi người nhấn chia sẻ nhiều cho nó rôm giả nào. Cho các chị em mình nhắn chia sẻ lên cho em cho rôm giả này. Có một set tất này cho bé này. Có set tất này cho các bạn này. Một vỉ này là 3 đôi nhá. 3 đôi này. Cái tất này là cho size S này cho bé nha các chị em mình. Từ tầm khoảng 3 tháng 3 tháng đến tầm khoảng 2 tuổi đi cho em thoải mái. Đây được 4 vỉ này. Mỗi vỉ này có 3 đôi. Em xin phép tặng luôn 0 đồng cho 4 chị. Được chưa? Các chị em mình đã nhấn chia sẻ rồi. Mình lên vào đây cho em mã này là mã tặng 2. Tặng 2 này là em không lấy tiền. Được chưa? 0.000 đồng 3 đôi tất này cho các chị em mình con. Từ tầm khoảng 3 tháng đến tầm độ 2 tuổi nhá. 3 tháng đến độ 2 tuổi vẫn đi được cho em luôn này. Có 4 vỉ này cho 4 chị. Mỗi chị 1 vỉ giá 0.000 đồng Việt Nam đồng. Được chưa? 0.000 Việt Nam đồng luôn cho em. Tất lại còn xịn sò hàng trong túi zip luôn. Tất xịn sò hàng trong túi zip cho 4 chị. Mỗi chị 1 set này, 3 đôi này. Lên cho em là mã tặng 2 không đồng nha các chị, tặng 2 chỉ cần comment cho em tặng 2 là được. Mình nhấn chia sẻ lên cho em đi. Em lên cái giờ này nên là muốn các bác mình tăng tương tác với em một chút xíu nha mọi người. Giờ này chắc là ít chị em mình xem được. Được chưa? Mình chưa chia sẻ, mình nhấn chia sẻ lên giúp em nha. Chưa chia sẻ áo em đang mặc áo hôm nay ạ, bạc ngàn. Rồi tặng 2 em chốt được chị nào đây ạ? Tặng 2 cho Hồng Túy. Hồng Túy có luôn. Tặng 2 cho Phạm Phượng. Tặng 2 cho An Liên. Tặng 2 cho một chị nữa. Tặng 2 cho Minh Khang Phạm. Xong luôn. 4 chị có tặng 2 rồi nha. Em đọc lại 4 chị được tặng 2 này. Hồng Túy, Phạm Phượng, An Liên và Minh Khang Phạm. Đấy chưa? 4 chị đấy có luôn tặng 2 rồi. Xong luôn tặng 2 cho các bác mình. Bác nào mình chưa chia sẻ mình cho em đang xin nút chia sẻ nha mọi người. Chia sẻ này, bấm phát xem chung về đấy cho em. Chia sẻ này, bấm phát xem chung. Đơn này của em là sáng mai nhân viên mới chốt được. Tối nay là em không like. Được chưa? Tối nay em lại có việc bận lại nghỉ rồi. Nên là em like cái like trưa nay này là sáng mai nhân viên mới chốt được. Vì hiện tại chiều nay và tối nay nhân viên vẫn đang chốt đơn của tối hôm qua. Nó nhiều đơn kinh khủng luôn. Em đã định không lên like rồi mà nhiều chị hóng quá nên lại lên. Được chưa? Xong luôn tặng 2 đấy rồi. Xong tặng 2 luôn nha mọi người. Cho các chị em mình cái rì được nó ta. Một em áo hè này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cái này. Hàng lại hàng đắt luôn cho mỗi bác một cái 29.000. Còn đâu lát vẫn lên nha các chị. Được chưa? Lát em vẫn lên những hàng này. Hàng này của em nói luôn là thanh lý cho các chị em mình cũng đã là trên 80.000 rồi. Được chưa? 29.000 một cái. Lên cho em mã này là mã tặng 3. Giá là 29.000. Cái gì đấy mợ? Hả? Lên cho em là tặng 3. Giá là 29.000 cho mỗi chị chỉ được một cái nhá. Và em nói luôn chỉ có 6 chị duy nhất thôi.
Được chưa? 6 chị duy nhất. Đây các chị nhìn cho em này. Được chưa? Lên cho em mã này là mã tặng 3. 29.000 một cái, chất bô zip từ 40 cân đến 60 mặc thoải mái cho em. Được chưa? Con này của em là hàng đắt, không phải là hàng hàng xưởng, không phải hàng chợ đâu, hàng Quảng Châu, hai tang mát cơ. Rồi tặng 3 em cho Hà Thị Loan một cái, cho chị Mỹ Hoa Trương một cái, cho Huyền Anh đầy đủ gió một cái, cho Trần Kiều Trang một cái, cho Thương Thương một cái, Thương Thương một cái, và cho Dung Đỗ không gió một cái, hết luôn tặng 3. Đến Dung Đỗ được một cái là hết luôn tặng 3 nha, các chị không còn tặng 3 nữa đâu. Hết tặng 3 rồi các bác ơi. Lấy chị áo vàng, túi lông màu vàng lên em ơi. À đây, gió nhăm. Gió nhăm em lên cho các chị em mình. Lời trợ 127.000. Bán cho các chị em mình 88.000. Lên cho em mã này là mã xả 1. Ui dồi ôi, chất đẹp thế. Xả 1 giúp em nhé. Cái này các chị em mình từ 40 cân đến các chị em mình 62 cân mình vẫn đang mặc ok cho em. Lên giúp em là mã xả 1. Xả 1 này xin phép bán cho các nặng lắm. Nó là gió nhăn mà nó đâu phải là gió thường đâu. Được chưa? 88.000 một cái lên luôn giúp em là xả 1 cho em. Hàng này thì không cần phải nghĩ luôn nha các chị. Được chưa? Đây này các chị nhìn cho em này, toàn bộ cái này nó là gió giãn, gió nhăn hết cho các chị đấy. Lên giúp em là xả 1, 88.000 một cái, em lên nhanh thôi. Trưa nay tranh thủ lên nhanh. Xả 1 cho em nhé, tặng 3 không còn. Các chị ơi 88.000 lên là xả 1 cho em, 40 cân đến 62 cân cho em. Chị nào mình chưa chia sẻ mình cho em đang xin nút chia sẻ nhá. Chia sẻ công khai lên cho em, sau đó các chị lên comment giúp em xả 1 88.000 một cái. 127.000 đây này. 127.000 bán cho các chị 88.000. Rồi em đọc luôn mã xả 1 này. Xả 1 cho chị Nhuận Tâm một cái, Dịu El Nino một cái, Mai Anna một cái, Vị Đắng Sô Cô La một cái. Mai Anna có nhá. Được chưa? Cho chị Nguyễn Thị Phi một cái, cho chị Quỳnh Nga một cái xả 1. Quỳnh Nga xả 1, Minh Khang Phạm xả 1, Lê Loan không giấu xả 1. Cho chị Nhung Nguyễn Thị Nhung xả 1, Nhung Nguyên Thị Nhung có luôn xả 1. Phạm Nga xả 1, Quỳnh Như xả 1. Phạm Nga có, Quỳnh Như có, Luyện Nguyễn xả 1. Đừng comment số điện thoại trên này chị ơi. Luyện Nguyễn có luôn, comment số điện thoại em không đọc tên. Được chưa? Em nói luôn là không đọc tên những chị em mình comment số điện thoại trên này. Nhà em đâu có gọi điện chốt đơn đâu. Cái giá như này em gọi điện chốt đơn thì em treo hết cả mồm lên chứ không có tiền để mà thanh toán lương cho nhân viên luôn. Được chưa? Nhà em không gọi điện chốt đơn, khách có đơn chủ động nhắn tin. Xả một cho chị Vi Nguyên Phương một cái. Vi Y dài. Được chưa? Vi Nguyên Phương có xả một rồi, còn chị nào mình chưa được xả một nữa mình lên comment để cho em là xả một giúp em qua mã nhanh. Được chưa? Qua mã nhanh nha các chị, lấy luôn cho chị áo chị đang mặc em ơi. Chị áo kẻ lông của em mang cái túi lông màu vàng này em, kẻ mà. Xả một cho Hồng Nhung một cái. Được chưa? Xả một Hồng Nhung có luôn, mang luôn chị áo chị mặc vào đây. Xả một cho chị Tuyên Đặng không giấu. Xả một cho chị Xuân Trần Thị. Tuyên Đặng không giấu có xả một, Xuân Trần Thị có xả một. Đếm đi ba. Được chưa? Còn 3 cái xả 1 nữa, giờ em lên luôn áo em đang mặc cho các chị em mình. Xả 1 cho chị Huệ Bắc Ninh một cái. Huệ Bắc Ninh xả 1, Thùy Nguyễn Lục Bình một cái xả 1. Huệ Bắc Ninh có, Thùy Nguyễn Lục Bình có. Còn 2 cái nữa không? Em còn 2 cái xả 1 nữa là hết luôn. Bác Huệ Bắc Ninh có rồi, lên luôn áo như em đang mặc này. Được chưa? Áo này các chị em mình từ 38 cân đến 60 cân đang mặc thoải mái luôn cho em. Mà con này mặc thì không bị lộ béo. Được chưa? Có thể mặc cho em, kéo cho em lệch vai một chút cho em được này. Sang chảnh luôn. Được chưa? Kéo lệch một bên vai cho em ok, hoặc các chị mặc cổ tim bình thường cho em cũng ok luôn nhá. Xoắn ngực đây các chị nhìn cho em. Nhớ chuẩn cho em, các chị nhìn cho em hàng này. Được chưa? Nó là hàng mát trắng nha các bác, mình lưu ý giúp em hàng mát trắng. Siêu đẹp luôn cho các chị em mình, bao nhiêu tiền cho các bác mình ạ? Bác nào mình chưa chia sẻ mình cho em ra xin nút chia sẻ. Cái này nếu như các chị mua hiện tại thì thật ra là cái này nó không có đắt đâu, người ta bán cho các chị em mình tầm khoảng 75 đến 89.000. Được chưa? Còn bản thân em đang em bán cho các chị em mình bao nhiêu tiền? 48.000 một cái nhá. 48.000 một cái. Lên cho em mã này là mã A1. Được chưa? A1 giúp em 48.000. Hàng này các bác mình không mua thì không bao giờ mua được ở đâu giá này hết nhá. 48.000. Nhớ cho em là comment giúp em là A1 cho em. Được chưa? Cú pháp lên cho các chị em mình luôn này, vừa vừa thôi em ơi, cắt vừa thôi. 48.000 một cái áo. Trời ơi. Sao mà chị cứ thấy nó tối tối ấy nhỉ? Cứ thấy tối tối luôn á. Comment giúp em là A1 cho em nha các chị, A1 vào đấy cho em. Hàng này mặc rất là thích luôn, chỗ này là chỗ nó xoắn ngực xoắn eo cho các chị em mình này. Chỗ này nó có cái mốc xoắn này các chị nhìn cho em nhá. Thoải mái luôn các chị em mình, kể cả đến 60 cân các chị vẫn đang mặc ok hết. Lên giúp em là mã A1 cho em, 48.000 một cái. Rồi A1 này. A1 cho chị Nguyễn Minh Anh một cái, cho chị Uyên Nhất Trường Dương một cái, Lý Nguyễn một cái. Uyên Nhất Trường Dương có này, Lý Nguyễn có luôn một cái, cho chị Nhím Anh một cái, cho chị Quang Huy Nguyễn một cái, cho chị Nhuận Tâm một cái, Thảo Nguyễn không giấu một cái, cho chị Lê Ngọc Dung Cute một cái A1, A1 cho Hoàng Bạch Tuyết một cái.
A1 cho Nhung Lê Không Giấu, A1 cho Lê Loan, A1 cho Nguyễn Như Lan, A1 cho Huệ Bắc Ninh, A1 cho chị Suli một cái, Kim Anh một cái A1 luôn. Kim Anh có A1 này, cho chị Sen Võ A1, Huệ Bắc Ninh thêm một cái A1 nữa là hai cái. Cho chị Kiên Phúc Nguyễn A1, Viện Viện A1, Viện Viện có A1 này. Cho chị Thu Hiền Nada một cái A1, Trang Nhím A1, Thùy Nguyễn A1, Vịt Con A1, Hoàng Hương A1, Phương Đoàn Không Giấu A1. Phương Đoàn Không Giấu A1 này, lên comment giúp em là A1 vào đấy cho em nha các chị. Rồi cho chị Bùi Nhật Phương có luôn A1, Toàn Nguyễn Thị A1, Toàn Nguyễn Thị một cái này, Hoàng Bạch Tuyết có rồi, Hà Hồng có A1, Huyền Anh có A1, Huệ Bắc Ninh có hai chiếc rồi chị ơi, Kiên Phúc Nguyễn có rồi, Trang Nhím rồi, Phạm Thị Hiền A1, Phạm Thị Hiền một cái thế thôi em ơi. Cho chị Mỹ Nhân Không Giấu một cái A1, Mỹ Nhân Không Giấu có Xuân Cao A1, Xuân Cao có luôn A1. Cho chị Vợ Lão Lắm Mồm, Vợ Lão Lắm Mồm một cái A1, Nguyễn Như Lan có rồi chị ơi, Thơi Bùi Thị có A1, Ngọc Hiền hai cái A1, Huyền Mi A1, Huyền hai chữ E nhá, Mi hai chữ I A1, Lý Thu hai cái A1, Lý Thu hai cái, NB Phùng Toàn một cái. Cho chị nào đây ạ, Lý Thu có hai chiếc rồi, Trang Nhím rồi. Cho chị Hoa Phó một cái A1, Hoa Phó A1 này. Được chưa, bác nào mình chưa được nữa mình lên comment cho em A1 cho em nha, em qua mã luôn. Phạm Xuân, cho chị Vinh Hà Phạm một cái A1, Toàn Nguyễn Thị có A1 rồi. Phạm Xuân này, khách này làm sao đây, khách này đang trong danh sách đen. Còn chị nào mình chưa được A1 nữa mình lên cho em A1, em qua mã luôn này. Qua mã luôn nha các chị em mình. Cái gì? Hết lụa à, còn A1. Còn chị nào mình chưa được nữa thì lên. Cho chị Nana Trần hai chiếc A1, Nana Trần hai cái A1 này. Còn bác nào mình chưa được nữa mình lên cho em A1 cho em qua mã luôn nhá. Ăn mặt cháy hàng lâu quá rồi, nay mới về cho các chị em mình được. Lên giúp em mã này là S1, 38.000 5 cái khăn mặt. Chị nào mình chuẩn bị sinh nở rồi thì mình mua khăn mặt đi, về dùng cho em. Bỏ qua luôn cái khăn xô nha các chị. Khăn này dùng sướng gấp vạn lần khăn xô, khăn sữa. Bình thường có những nơi gọi là khăn xô, khăn màn hay là khăn sữa tùy các chị gọi. Khăn này dùng được cho em cả trẻ sơ sinh luôn. Được chưa, thật sự luôn là quá mềm mại và thích luôn nhá. 38.000 5 cái khăn mặt. Được chưa, các chị em mình lên giúp em mã này là mã S1. S1 cho em nha, hàng này các chị nhận hàng các chị cứ bảo ui Giang ơi cái khăn kẻ này dày dặn hơn. Ui rồi đương nhiên rồi, khăn kẻ của em đắt hơn cả hàng bao nhiêu tiền thì nó chả dày dặn hơn. Mà đây bán cho các chị em mình có 38.000 5 cái thôi, bao hết giá rồi các chị em mình luôn nhá. Mình lên giúp em là S1. S1 là mã khăn mặt, 38.000 5 cái khăn mặt cho các chị em mình. Bao nhiêu set nhỉ em nhỉ? Được chưa, 70 set thôi á. Rồi em chốt luôn mã S1 này. S1 cho Nguyễn Minh Anh, cho Dung Đỗ Không Giấu, cho Hà Thị Loan, cho Huyền Anh, cho Minh Khang Phạm, cho Hồng Nhung, cho Phạm Phượng, cho Thanh Thanh, cho Thùy Nguyễn, cho Mỹ Nhân Không Giấu, cho Diệu En Nino. Diệu En Nino có, cho Ngọc Hiền, cho Hoàng Yến Dung. Hoàng Yến Dung có luôn này. Cho Lily Rumi, cho Nguyễn Thảo Không Giấu, cho Trương Yến. Trương Yến có S1, Nguyễn Bích Trâm S1, Thùy Nguyễn có rồi chị ơi, Huyền Long Không Giấu S1, Vi Phương Nguyên S1. Vi Phương Nguyên có, Kim Anh có S1 luôn, Nguyễn Thùy Nguyễn Lục Bình có S1, Mỹ Nữ S1, Kiên Phúc Nguyễn S1, Nguyễn Nhung Không Giấu S1, Huyền Long Không Giấu có rồi, Sen Võ có S1, Mỹ Nữ có S1. Được chưa, còn chị nào chị Thùy Nguyễn Lục Bình có rồi chị ơi. Chị nào mình chưa được S1 cho Thủy Ngân, S1 thêm 2 set cho chị Nguyễn Minh Anh, S1 cho Tú Trinh, Tú Trinh có S1 này, S1 cho Xuân Hạ, S1 cho Huyền My, Huyền My có luôn S1, S1 cho Minh Nguyễn Không Giấu, S1 cho Nguyễn Mai, S1 cho Trần Nhỏ, S1 cho Quỳnh Nga, ok Quỳnh Nga, S1 cho Mơ Huỳnh Không Giấu, S1 Thủy Ngân có rồi mình ơi, Trần Nhỏ có rồi chị nhá. Nào chưa, còn chị nào mình chưa được nó, Thơi Bùi Thị, cái gì kia, chị Thơi Bùi Thị chị lên S1 là 2 set à, ok chị Thơi Bùi Thị có luôn 2 set S1, còn bao nhiêu set nữa? 30. Được chưa, chị nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em là S1 giúp em nha các chị. S1 cho em ạ, là khăn mặt 38.000 5 cái. Cho chị Sao Băng Vũ S1, Thanh Thanh có rồi, Tòng Thị Quế 2 set, Phương Thảo 1 set, Phương Thảo có luôn 1 set này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên cho em S1. Có khi phải ngồi quay từ ngoài kia quay vào đây, ngồi đây tối lắm, tối lắm luôn ạ. Cho chị Thư Lưu S1. Em chào chị Phạm Phương nha. Hạ cửa xuống nữa chị đem ơi, tối lắm. Chị chả nhìn thấy cái gì luôn đấy, mắt chị này.
S1 gộp đơn hôm qua chưa được chốt. Ok, cho chị Nguyễn Thị Tin đi, thả lên ghi tên em ơi. Cho Nguyễn Thị Tin lên một set thả lên trên đi. Thư Lưu có S1 rồi. Chị Thanh Thanh, Thanh Thanh là A1 à? Chị Thanh Thanh A1 luôn, áo vợ đang mặc. Ok, chị Thanh Thanh có A1 luôn. S1 là chị Lưu Lê không giấu một set. Xem bình thường mà Giang thấy à chị? Rồi bình thường thì em không phải quay ra ngoài kia nữa. Rồi em qua mã S1 luôn nha các chị. Qua mã S1 luôn. Đây. À ngày chị nào mình chưa chốt được thì mình chốt. Cái này là còn lại, ơ chị tưởng còn hai cục ở đây rồi đấy. Được chưa, còn hai cục này là còn sót lại. Chứ hôm qua em mở lên là hết rồi. Các chị biết mãi cuối line nhân viên mới tìm thấy nó ở bên dưới này, nó bị che lấp mất. Được chưa, chuẩn hàng loại 1, hàng đắt không phải hàng rẻ đâu. Lên cho em mã này mã xả mấy ở đây ba? Lên cho em là mã xả 2. Giá 116.000 một cái, chỉ còn duy nhất màu này thôi. Được chưa, không tị nhau nhá. Được chưa, hàng đắt đây các chị nhìn cho em này. Chị em nào mà mình biết đến Thảo thật, Thảo nhà em nó phải để lại đến khoảng 4 màu của áo này luôn. Em để lại có 2 màu thôi. Phương để lại 2 màu, còn đâu Thảo có để lại 4 màu. Vì nó kêu là hàng này mặc đẹp lắm bác ạ, nó không có bị xù. Được chưa, đây các chị nhìn cho em 116.000, giá em bán trước 133.000 thôi. Lên cho em mã này là mã xả 2. Được chưa, xả 2 cho em 116.000. Nhớ cho em là hàng loại 1 nhá. Cái này đã có video cho các chị em mình là phân biệt với hàng loại 2 rồi. Đã có video cho các chị em mình rồi, nên là em các chị em mình yên tâm luôn cho em về mã này luôn. Lên cho em là mã xả 2, 116.000. Mạng lát rồi á, thôi chết rồi. Mạng lát kìa. Ai đổ mái cho bác đấy? Ôi giời, Thúy ơi, mày đừng làm chị đau lòng Thúy ạ. Chị đang buồn quá đi đây. Ok, chị Thanh Thanh ạ, A1 chứ không phải S1, ok bác rồi nhá. Rồi lên cho em mã này là xả 2. Xả 2 cho em, áo em đang mặc bao nhiêu đấy? 48.000 nhá. Rồi xả 2 cho chị Phương Thanh một cái. Xả 2 cho chị Thu Thời một cái. Xả 2 cho Dương Đặng không giấu một cái. Dương Đặng không giấu một cái. Xả 2 cho Trần Nhỏ. Xả 2 Phương Thanh có rồi nhá. Dương Đặng có rồi, mờ thôi, chết rồi, mạng mờ rồi. Bực thế nhở. Xả 2 cho Kim Anh một cái. Kim Anh có luôn xả 2 này. Xả 2 cho chị Nga Bùi một cái. Xả 2 cho chị Phạm Phương không giấu một cái. Phạm Phương không giấu một cái. Xả 2 cho chị Đỗ Thi một cái. Lâu lâu rồi em mới thấy bác Đỗ Thi. Xả 2 cho Tòng Thị Quế. Được chưa? Trần Nhỏ có rồi, Kim Anh có xả 2 rồi. Còn bác nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em xả 2 nhá. Còn có mấy cái thôi, mờ nó là do mạng đấy chị. Ổn định rồi mà, mạng lại ok rồi mà. Xả 2 cho chị Thùy Nguyễn Lục Bình. Thùy Nguyễn Lục Bình có luôn xả 2. Nga Bùi có xả 2 rồi đây ba này. Được chưa, còn chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em xả 2 cho em nhá. Tòng Thị Quế có rồi mình ơi. Mờ quá, nó ra do mạng mà. Xả 2 cho Linh Phạm đầy đủ dấu. Linh Phạm có luôn này. Lại ok rồi, đúng rồi, nó do mạng chị ạ. Thu Thời có xả 2 cho chị Lý Thu. Lý Thu có xả 2 không mờ nữa, không mờ nữa rồi, ok mọi người. Xả 2 là cái áo cổ tim này này, chị nào đưa vào cái. Cái áo cổ tim này này, chị này còn sót đâu, có 20 cái em lên nốt cho gọn. 116.000 đấy. Xả 2 cho chị Trang Đàm. Trang Đàm có xả 2, xả 2 cho Ngọc Hiền. Tất bé hết hàng chị ơi. S1 dùng đơn tối qua, không dồn được đơn tối qua đâu chị ơi nhá, giờ này nhân viên không đi nhặt ở đâu. Nhặt chốt rồi đến lúc sót ra. Được chưa, bình thường rồi chị, ok mình. Còn chị nào mình chưa được mình lên cho em xả 2, còn mấy cái nữa bà. Được chưa, còn chị nào mình chưa được mình lên lấy cho em xả 2 qua mã luôn này. Lên cho chị lót lông đi em ơi, cho chị lót lông vào đây. Xả 2 cho chị Hoàng Thị Luận một chiếc. Xả 2 cho Phương Nhung một cái. Phương Nhung có luôn một cái này. Xả 2 cho chị Nguyễn Dương một cái. Nguyễn Dương có xả 2, nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Kim Anh, cảm ơn chị nhiều nha. Còn chị nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em là xả 2 lên cho các chị em mình một mã này. Hàng này thì chắc chắn là các chị em mình phải tranh nhau rồi, em nói thật luôn. 135.000 giá trưa nay cho các chị em mình. Không tị nhau nha các chị. Được chưa, muốn ôm cho em kể cả ôm bao nhiêu cái thế. Đây các chị nhìn cho em này. Bên trong toàn bộ của em là lót lông cho các chị em mình hết luôn nha. Bán cho các bác mình bao nhiêu tiền ạ? Bán cho các chị em mình 115.000. Không tị nhau giá buổi trưa hôm nay. Lên cho em mã này mã GT cho vào dòng giá tặng nha các chị, lưu ý cho em. Hàng này đừng hỏi Giang ơi thế bây giờ đổ buôn bao nhiêu xỉ bao nhiêu. Chốt được bao nhiêu trên like thì được giá bấy nhiêu thôi. Chứ còn hàng này em đổ buôn cho các chị em mình đã là 132.000 rồi. Nhá, đây để cho các chị em mình là 115.000 một chiếc. Lên giúp em là mã GT1 cho em.
Được chưa? 38, 39 cân. Nếu các chị em mình dưới 60 cân mình mặc cho em ngon lành, ok hết luôn cho em nha các chị. Nhớ cho em là hàng của em bên trong toàn bộ là lót lông cho các chị em mình hết luôn. Được chưa? Comment nhanh giúp em là mã GT1 à bác? GT1 luôn cho em, có bằng này thôi đúng không em? Được chưa? Em có tầm khoảng 3-40 cái gì đấy thôi nha các chị. Lên giúp em là GT1. Được chưa ạ? Ôi dồi ôi, con này lên giá này là nhiều chị sốc nhiệt luôn đấy. Rất nhiều bác sốc nhiệt luôn với cái giá này nhá. Comment giúp em GT1 115.000. Rất nhiều bác sốc nhiệt luôn về em này. Khẳng định tự tin luôn cho các chị em mình. Bao giá bao chất toàn bộ vịnh Bắc Bộ luôn nhá. GT1 này. Rồi Hiền Phi Nguyễn vào xem tin nhắn đi chị ơi, không tí nữa em chửi cho sắp mặt lờ ra thì lại bảo rằng là em chửi oan. Nhá Hiền Phi Nguyễn vào xem tin nhắn, đang nằm trong danh sách đen trên hệ thống đấy. Rồi GT1 cho Kiều Trinh Tố, GT1 cho Thư Lưu, GT1 cho Nguyễn Ngọc, GT1 cho Lê Hạnh một cái. Được chưa? Chị Lê Hạnh đầy đủ dấu có, Nguyễn Ngọc có. Cho chị Nguyễn Thị Lựu một cái, cho Hồng Nhung một cái, cho Hoàng Yến Dung một cái, Hoàng Yến Dung một cái, cho Đỗ Nhung một cái, cho Hà Nguyễn Thu một cái, Hà Nguyễn Thu có luôn. Cho chị Sắc Cầu Vồng một cái, Sắc Cầu Vồng có luôn này. Lên giúp em là GT1 chị ơi, cho chị Kiên Phúc Nguyễn một cái, Kiên Phúc Nguyễn một cái này. Cho chị Nana Trần 3 cái, Nana Trần có luôn 3 cái này. Lên giúp em GT1 cho Tòng Thị Quế một cái, Tòng Thị Quế có luôn. Cho Nguyễn Thảo không giấu một cái, còn đâu nữa ông em ơi? Nguyễn Thảo không giấu một cái. Cho chị Trương Kim Anh một cái, Nguyễn Thúy đầy đủ giấu một cái, Nguyễn Thúy đầy đủ giấu một cái này. GT1 cho em nhá, không phải là GT2 đâu chị ơi, mã GT1 giúp em. Là chưa còn chị nào, chị Trương Kim Anh được rồi, Nana Trần có 3 chiếc rồi. Cho chị Chuyên Phạm một cái, Chuyên Phạm có luôn GT1, Tuyên Đặng một cái GT1. À, chị mua cho mình cái GT1, chị tên tiếng tàu này em không đọc được chị ơi. Đấy lúc nhân viên lại không chốt được đơn của chị khó lắm vì tên của chị nó hơi khó đọc mà cũng chả hiểu là cái gì luôn ấy. Còn bộ công tử cho bé không còn nhưng mà chắc em không lên trưa nay đâu chị ơi. Nguyễn Thúy có GT1 rồi, Kiên Phúc Nguyễn có rồi. Còn chị nào mình chưa được mình lên cho em GT1 nhá. Em cho chị tên tiếng tàu một cái này. Nhưng mà khi chị nhắn tin thì chị phải báo cho nhân viên rõ là tên chị là gì để cho bưu tá người ta gọi phát hàng người ta còn biết. Và địa chỉ số điện thoại chị nhắn tin vào cho em nha, chị tên tiếng tàu ấy. Được chưa? GT1 cho em này. Còn chị nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em luôn. 115.000 còn một cái đúng không? Hay 2, 3. Em còn một cái cuối cùng là hết GT1 đấy các chị. Một cái cuối cùng là hết GT1 luôn cho em này. Lấy chị áo phao vào đây em ơi. Rồi, dây dài dài. Này, dây này bạn này. Giang còn bốt lưới không? Chị đôi size 37 còn đấy chị ơi. GT1 cho chị Vũ Thị Thu Hiền một cái là hết hàng. Lâu lắm rồi mới lại thấy. À em tên Thủy, ok tên em tên Thủy được rồi. Vũ Thị Thu Hiền được rồi chị ơi. Em hết luôn mã GT1 nhá. Hồng Nhung có từ nãy rồi. Lên cho các chị em mình một mã áo phao này. Được chưa? Lên phao cho các chị em mình. Phao đúng là bán để mua vui. Nhiều chị bảo chị chẳng hiểu tại sao mà Giang lại bán cái áo phao này có 135.000. Được chưa? Trưa nay bán cho các chị em mình. Đây các chị nhìn cho em này, 133.000 cái. Lên cho em mã này là mã GT2, 133.000 một cái áo phao này. 40 đến 60 cân đang mặc thoải mái, ok cho em. Mũ này các chị không thích có thể tháo rời cho em nhá. Mũ không thích có thể tháo rời. Được chưa? Chữ này là chữ thêu, viền tay này toàn bộ là may hết luôn. Lên comment vào đây cho em luôn là GT2, giá là 133.000 cái, đừng có tị nhau làm gì. Được chưa? Hai bên túi đều có kéo khóa cho các bác mình hết luôn. Cái thời tiết như này các chị em mình biết là lại chuẩn bị rét đậm rét hại rồi. Bắt đầu từ đêm nay là nền nhiệt lại giảm rồi. Đấy nên các chị em mình bảo các chị em mình không mua những cái này thì làm sao mà bỏ qua được. Đây chị rất là ấm luôn. Lên comment giúp em là GT2 cho em nha mọi người. GT2 cho em này. Thôi thôi chị Hiền Phi Nguyễn ơi. Em là em không thích. Ủi dồi ôi, bắt đầu từ mai lạnh dã man. Ủi dồi ôi, có 13 độ đến 16 độ cái kìa Hà Nội. Sợ luôn. Rồi lên cho em là GT2, giá là 133.000 một em phao này cho các chị em mình. Được chưa? Không nhanh tay thì cũng không có hàng đâu nha các chị. Được chưa? Và em đã luôn là hết đợt phao này là hết rồi. Em bán cho các chị em mình được mấy vạn cái áo phao rồi và giờ không còn hàng nữa đâu. Đấy đây các chị nhìn cho em này là nó lại bị cháy. Bây giờ bắt đầu là người ta đổ xô đi, người ta nhập áo phao hết rồi. Rồi GT2 cho chị Phương Duyên một cái. Cho chị Phương Duyên một cái, cho chị Xuân Hạ một cái. Cho chị Thùy Nhung một cái. Thùy Nhung có luôn GT2 này. Cho chị Nana Trần 2 cái. Nana Trần có 2 cái. Cho chị Nga Bùi một cái. Nga Bùi có luôn một cái. Cho chị Phương Duyên có rồi. Kiên Phúc Nguyễn một cái. Kiên Phúc Nguyễn một cái. Cho chị Phương Nhung một cái. Cho chị Thu Thời một cái. Thu Thời có luôn một cái này. Phạm Xuân này vào xem tin nhắn đấy. Chị Phạm Xuân này xả đơn rồi mà vẫn vào comment vậy chị. Cho chị Đức Nguyễn không giấu một cái GT2 là hết hàng.
Lượt chuyện đến chị Đức Nguyễn được một cái là hết luôn, không còn nữa nhá. Không còn GT2 nữa các bác ơi. Nana Trần được hai cái rồi là em hết hàng, không còn. Tại vì hàng này của em hiện tại đang quá nhiều khách đặt luôn, cho vợ cái mã kia vào. Áo kẻ túi lông vàng. Đưa cả cục này. Được chưa? Lên cho em mã này, mã xả bao nhiêu rồi? Nhớ cho em hàng hàng Quảng Châu này, mã này. Hàng len lông thỏ xả bao nhiêu? Lên cho em là mã xả 3 cho em áo này cho các chị em mình. Con này là được các chị em mình nhận xét là form đẹp, chất đẹp. Giá này thì không cần phải nghĩ rồi. Cho chị cả cái túi lông chữ Chanel em ơi. 69.000 một cái cho các chị em mình. Chơi lớn luôn, em nói luôn, đố các chị em mình mua được ở đâu giá này luôn, khẳng định luôn. Được chưa? Hệ thống xỉ lẻ nhà em ra một số bạn thì chưa bao giờ các bạn đi dám xả được đến giá này hết. Nên đây là em cho đi luôn, nó có cả túi lông màu này em dồn hết vào một nhá. Cho hết vào một luôn, giá cho các chị em mình 69.000 một chiếc. Lên cho em mã này là mã xả 3 cho em. 38 cân đến 60 cân đang mặc thoải mái nhá. Xả 3 cho em túi lông này. Hàng này thì chị nào mình nhận hàng mình cũng khen luôn. Là Giang ơi, chị chỉ tiếc là nó không có nhiều màu để mua, có mỗi 3 màu thì chị mua đủ luôn cả 3 màu rồi. Nhưng em lên cho các chị em mình duy nhất cái màu này là giá 69.000. Được chưa? Rất đẹp luôn, khi bán 95.000 có những chị mua đến hàng bao nhiêu đủ hết màu luôn. Được chưa? Lúc mà xả 95.000 một cái, các chị toàn lấy đủ hết cả các màu luôn. Đây các chị nhìn cho em này, lên cho em mã này, mã xả 3 cho em nhé, 69.000 một cái. Xả 3 giúp em giá 69.000 một chiếc. Được chưa? Xả 3 cho em 69.000 một cái nha. Dán mã cho vợ xả 3 nhé thầy nhá. Xả 3 giá là 69.000. Áo này được trước mua Giang bán 90k nè, chất ok. Em cảm ơn chị Hà Thư, cảm ơn bác nhiều nha bác ơi. Được chưa? Rồi xả 3 cho chị Chuyên Phạm một cái, cho chị Nhuận Tâm một cái, cho chị Tuyến Hương, Tuyến Hương Trường một cái. Tuyến Hương Trường có luôn xả 3 này. Được chưa? Cho chị Thôi Bùi Thị có luôn xả 3 này. Dương Đặng không giấu xả 3 này. Dương Đặng không giấu một cái. Phương Thảo xả 3 này. Quỳnh Nga có xả 3 này. Quỳnh Nga có xả 3. Trần Thị Hòa xả 3 này. Nga Bùi xả 3 này. Nga Bùi có. Phương Duyên xả 3 này. Phương Duyên có luôn xả 3. Đừng comment số điện thoại trên này chị ơi. Lời chuyện nhà em không gọi điện chốt đơn đâu. Cho chị Lan Anh một cái xả 3 này. Lan Anh có luôn xả 3. Cho chị Mai Đoàn xả 3 này. Mai Đoàn có xả 3. Nguyễn Thúy đầy đủ dấu xả 3 này. Sen Võ xả 3 này. Sen Võ có xả 3 luôn. Màu đẹp, chất cũng đẹp luôn. Mặc thì sướng. Cho chị Nguyễn Thảo đầy đủ dấu xả 3 này. Nguyễn Thảo có xả 3. Lan Nguyễn không dấu xả 3 này. Trần Thị Hòa có rồi chị ơi. Cho chị Nguyễn Đào xả 3 này. Hàng này kể cả là các chị em mình nhặt về các chị bán shop cho em nhé. Bán bây giờ mà các chị bán tầm khoảng 130, 140 đến 150 thì thoải mái luôn. Giá quá bèo. Lan Anh có rồi, áo này chị 65 cân vẫn vừa ra ngạ. Ui dồi ôi bác Loan Hoàng. Em chỉ tư vấn có đến 60 cân thôi. Em không dám tư vấn đến 65 cân luôn ý. Em mà tư vấn đến 65 cân thì nhiều bác mua lắm. Cho chị Kiên Phúc Nguyễn có luôn xả 3 này. Thu Hòa đầy đủ dấu xả 3 này. Hương Nguyễn đầy đủ dấu có xả 3 luôn này. Giờ chợ mình lên giúp em là xả 3 cho em có 69.000 một cái áo. Cái này nếu như các chị em mình trong Nam, miền Trung, miền Nam muốn bon chen gì thì mình vẫn mặc ok cho em ấy mà. Cho chị Hải Đăng xả 3 này. À Hải Băng. Hải Băng có luôn xả 3, 69.000 một cái. Trang Đàm xả 3 này. Trang Đàm có xả 3, Phương Duyên có rồi, Thu Hòa có rồi, Lan Anh có rồi. Cho chị Minh Thu một cái xả 3. Nguyễn Đượm một cái xả 3. Nguyễn Đượm có luôn này, đơn tối qua nhắn tin vào nick. Trần Ngọc Quỳnh Chi chưa thấy chốt. Ừ Phan Thị Thùy, lát nữa mà chưa được chốt thì gọi điện vào cho các bạn ấy hộ tôi nhá. Nguyễn Thảo có xả 3 rồi. Còn chị nào mình chưa được xả 3 nữa mình lên cho em là xả 3 giúp em. Có 69.000 cái áo. Trời ơi. Bán cả tỷ lần. Cho chị Nhung Phương Bùi một cái xả 3. Thôi Bùi Thị có rồi chị ơi. Nhung là chữ NK nhá. Nhung Phương Bùi có xả 3 rồi. Rồi em qua mã xả 3 luôn nha các chị. Qua mã xả 3 luôn. Bác nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em. Rồi chưa chia sẻ nhấn chia sẻ. Cho vợ kéo nào. Xả 3 chị Phương Duyên có rồi nhá. Phương Duyên mình có xả 3 rồi. Còn chị nào chưa được xả 3 mình lên xả 3. Ơ hai màu mà. Không nhắc kéo này nhắc có một cái đấy, ai nhắc đấy? Chồng nhắc. Ồ. Được chưa? Xả 3 cho chị cho chị Tiến Võ Minh Tiến. Tiến Võ Minh Tiến có luôn xả 3 này. La Hảo một cái xả 3 này. La Hảo một chiếc xả 3 nhá La Hảo. Xả 3 một cái sen nhỏ cho chị dồn đơn tối qua nhé. Tầm này em chịu thôi chị ơi, em không có dồn đơn với tối qua đâu nhé. Loạn hết cả đơn nhà em ra, em không có dồn đơn nào với tối qua ấy. Được chưa? Kéo lên cho em là K39 kèm theo số lượng. Được chưa? Kéo lên giúp em là K39 kèm theo số lượng cho em này. 39.000 một cây kéo. Em nói luôn là kéo này các chị em mình mua mình dùng cho em thì nó rất là sướng luôn. Ôi trời ơi, thề với các chị. Nghe cái tiếng cắt của nó thôi đã đời rồi. Được chưa? Cắt này các chị nhìn cho em. Nó sắc kinh khủng luôn.
Thật sự với các chị em mình luôn là nhưng mình nhớ mình dùng xong nhá, mình không cho con nhỏ động vào đâu. Mình treo lên giúp em. Được chưa? Không chọn màu nhá. Em có, nó có hai màu để em lên luôn cho các chị em mình thôi. Mình lên cho em K39 kèm theo số lượng cho em, không chọn màu, được chưa? Cháy lâu rồi hôm nay mới lại có cho các chị em mình. 39.000 một con kéo, em nói thật với các chị em mình nó là siêu sắc luôn, nhưng mà là sắc bình thường nữa. Các chị em mình dùng cho em này có thể cắt được cho em cả gà luôn nhá. Cắt gà nguyên con, chị nào khỏe tay mình cắt được cho em cả xương sườn luôn. Được chưa? Nó rất là sắc luôn, các chị biết là mua hơn 100.000 một con dao. Mình về mình chặt xương hoặc là mình chặt sườn hoặc chặt gà, nó còn bị quằn lưỡi luôn. Nhưng riêng kéo các chị em mình cắt cho em ok. Được chưa? Nó sắc kinh khủng, nó rất là bén lưỡi luôn. Nên các chị em mình dùng xong mình nhớ treo lên, mình đừng cho con nhỏ động vào nhá. Nó chưa không may nó đứt điếc gì, những cái điều đáng tiếc nó xảy ra, nó không tốt. Nên các chị em mình dùng xong mình treo lên cho em. Rồi K39 là chị Loan Hoàng 2 cái, Kim Anh 1 cái, Minh Thu không giấu 1 cái, Kiên Phúc Nguyễn 2 cái, Kiên Phúc Nguyễn 2 cái, Nguyễn Huệ 2 cái, Nhuận Tâm 1 cái, Huyền Anh 1 cái, một sen nhỏ cho Nguyễn Ngọc. Ok, Nguyễn Ngọc K39 cho Nguyệt Ngô. K39 cho chị Lê Ngọc Dung Cute. Lên giúp em là K39 cho em 39.000 một cây kéo nhá. Huyền Anh có rồi, chị Hải Hương K39. K39 là chị Lê Loan 3 cây. Lê Loan 3 cây này. Chị Nguyệt Ngô có K39 rồi. Lời chợ mờ quá thôi, chết rồi mạng sao cứ thế nhở. K39 cho chị Linh Phạm 1 cây, cho mỹ nữ 3 cây. Mỹ nữ 3 cây, Tú Trinh một cái áo xả 3. Ngọc Hiền có luôn một cây kéo. Cho chị Cà Phê Sam có K39, Mai Hoa có K39. Hải Hương có rồi, Mỹ Nhân có rồi, Sao Băng Vũ K39. Thôi Bùi Thị một cái, Nguyễn Như Lan một cái. Nguyễn Như Lan có luôn Tòng Thị Quế một cái. Nhím Anh một cái. Nhím Anh có luôn một cái đấy. Cho chị Nguyệt Ánh một cái. Mạng mờ rồi, ba xem nào. Cho chị Phạm Phương không giấu một cái. Cho chị Huyền Cherry 2 cái, Mai Hoa thêm một cái là 2. Còn chị nào mình chưa được nữa, mình lên giúp em là K39 cho em nhá. Mờ lắm, mạng nó méo bực thế nhở. Chồng. Em có nhìn thấy chị Mơ Lệ Thủy nhá. K39 cho chị Hồng Nhung một cái. Cho bác Hoàng Diệp 3 cái, Quyên Nguyễn không giấu 3 cái. Quyên Nguyễn không giấu 3 cái, Nguyễn Ngọc Gia Bảo 3 cây. Ok, Nguyễn Ngọc Gia Bảo có 3 cái luôn, Phạm Phương không giấu có 1 cái rồi, Kim Anh có rồi mình ơi. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment cho em là K39 kéo sắc lắm, nặng nên trẻ con cũng ít cầm em ạ. Dạ vâng chị ơi, như thế nó tiện. Không dám cho trẻ con nó động vào vì em thấy nó sắc quá, em sợ lắm. Chỉ sợ các con không may nó cắt cái gì nó nghịch, nó cắt vào tay là thề với các chị em mình đi luôn cả ngón tay đấy. Vì nó rất là sắc luôn. K39 là chị Nguyễn Thu Na một cái. Kim Anh có rồi bác ơi. Còn chị nào mình chưa được K39 nữa mình lên cho em K39 cho em nha. Mạng với chả mẹo tự dưng tụt tụt gần 100 người xem luôn. Giang để phần chị đôi bốt, chị làm không xem được. Chị Diệp Anh ơi, bốt chị lên luôn cho em là B1. B1 kèm theo size giúp em. K39 cho Gia Linh 2 cái. Ok, chị Gia Linh 2 cái, Thôi Bùi Thị có rồi, Nguyễn Thu Na có rồi ạ. Còn chị nào mình chưa được K39 thì lên cho em K39 nhá. K39 cho em đưa chị lót lông màu cam ở đây mây. Mờ lắm mà, ôi giời ơi, chán nhỉ. Mạng mờ là em chán, em không muốn like luôn á. Mạng mấy này nó kém mà. Các bác mình nhớ bấm theo dõi fanpage cho em nha. B1 size 37 cho chị Diệp Anh một đôi. B1 size 37 cho chị Trần Thị Hòa một đôi. Nó là đôi bốt, đôi bốt giống như đôi của em đây này các chị này. Được chưa? Giống đôi này của em, gọi là mua về cho các bác mình, gọi là mình đi cho nó giống em ra ngơi, em nói luôn. Đây các chị nhìn cho em này, rất đẹp luôn nhá. Em mà em phải đến hàng hơn 100 đôi giày, đôi bốt, đôi dép mà chồng em khen đôi này là đôi đi đẹp nhất luôn. Nên em lại rất là đi nhiều lắm luôn ấy. Bốt là 225.000 một đôi đấy đấy chị, 450.000 bán cho các chị có 225 thôi. Rồi mạng ok rồi đúng không? Được rồi, nét lắm phê chị. Rồi trợ lên cho các chị em mình một mã một màu này. Màu này kỷ niệm cho các bác mình chia sẻ livestream nha, đừng có tị nhau làm gì. Lời trợ hàng cho các chị em mình lót nỉ lông bên trong luôn, mặc siêu ấm. 38, 39 cân đến dưới 60 cân mặc ok thoải mái cho em. 135.000. Lời trợ màu này xin phép gửi tặng các chị em mình là 110.000 một chiếc. Lên cho em mã GT mấy?
Lên giúp em là GT3 giá là 110.000 một cái cho các bác mình luôn. Giờ chưa bác nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ giúp em nha. Em nhắn tin chốt đơn rồi mà chưa được rep tin nhắn, chị cứ nhắn tin để cho em. Vì đơn tối qua nhân viên nhà em chốt đến tận tối nay cơ. Còn đơn trưa nay em like là sáng mai nhân viên mới chốt đơn được nha các chị. Được chưa? Sáng mai nhân viên mới chốt được đơn này, trưa nay em like, tối nay thì em nghỉ. Lên cho em cái này là GT3, bốt vừa xong là 225.000 chị ơi. GT3 cho em 110.000 một cái. Hàng này các chị em mình đã mua quá nhiều rồi, các chị em mình biết luôn. Được chưa? Một cái màu một chiếc các chị em mình tranh nhau suốt đấy. Nó là cái màu đỏ cam hay là đỏ gạch. Nó trùng với một cái màu son mà ngày trước em bán nên thành ra các chị săn lùng màu này rất là nhiều luôn. Lên giúp em là GT3 cho em nhá. 110.000 một cái cho các chị em mình chia sẻ livestream. Được chưa? GT3 giá cho các chị em mình 110.000. Ôi giời đất ơi. Đang bán 110.000 một con áo này. Em bao giá tất cả các chị em mình thị trường, bao cả các chị em mình giá nhập luôn. Được chưa? Mình lên giúp em GT3. GT3 cho chị Tuyến Hương Trường một cái. Cho chị Minh Khang Phạm một cái. B1 size 35 cho chị Vũ Hoàng một đôi. GT3 cho Nguyễn Thị Phượng một cái. Được chưa? Chị đang còn Bắc Ca không? Chị không biết là còn hay không đâu em ơi. Đó. Nên mình không hỏi là còn cái nọ không, còn cái kia không. Được chưa? Quần cái gì kia cho em, cái quần chị đang mặc chị không có chốt đơn như thế nha Nguyễn Thị Thùy. Đâu ra cái khái niệm chốt đơn như vậy thế em? Nhá. Rồi GT3 cho chị Lan Nguyễn không rõ một cái. Cho chị Nana Trần hai cái. Nana Trần có luôn hai cái này. Em không dồn đơn kéo với tối qua chị ơi nhá, nên là đừng hỏi những cái câu bằng thừa như thế. Được chưa? Đơn tối qua nhân viên nó đang chốt rồi, giờ này đang like, giờ này bảo dồn đơn với tối qua. Vô duyên quá nhá. GT3 cho chị Trần Mùi không giấu một cái. Cho chị Ngọc Hiền một cái. Cho chị Kiên Phúc Nguyễn một cái. Lên cho em là GT3 giá là 110.000 một chiếc cho các chị em mình luôn. Được chưa ạ? Một đứa dưới này thôi em ơi, còn đông ngần lên làm đơn đi thôi em. Lên làm đơn đi thôi. Buổi chiều thì chị like chậm hơn thì lên mà làm đơn đi thôi. Còn dưới này tiên với anh Trường Phụ là được rồi. Được chưa? Comment giúp em là GT3 cho em nha các bác. Giá có 110.000 một cái thôi. GT3 cho chị Quỳnh Như có luôn một cái. Quỳnh Như có luôn, cho chị Nhung Phương Bùi có luôn một cái. Trần Mùi không giấu có rồi chị ơi. Ngọc Hiền có rồi nhá chị nhá. Cái gì kia? Hỏi áo đang mặc bán chưa? Áo em đang mặc em lên rồi. Áo em đang mặc nó là cái mã A1 giá là 48.000 một cái. Được chưa? Cái này lên cho em, vào đây cho em là GT3 cho em này. GT3. Kiên Phúc Nguyễn có rồi, chị Minh Khang Phạm có rồi nhá chị nhá. Đấy, tự dưng tụt thế chả hiểu làm sao luôn. Đừng có vào hỏi là có lên cái nọ không, có lên cái kia không. Đến lúc em nói cho thì lại tự ái. Khi nào mà lên một mã chốt được 100 cái thì bảo em lên cho nhá. Còn đâu em lên theo sự sắp đặt sắp xếp của nhà em rồi. Em không có đẽo cầy giữa đường. GT3 cho chị Minh Nguyệt một chiếc. A1 là áo chị đang mặc cho chị Hà Thu một cái. Cho chị Nguyễn Thu Na một cái A1. Được chưa? A1 là áo em đang mặc nhá. 48.000. Chị Minh Nguyệt có GT3 rồi chị ơi. Còn chị nào mình chưa được GT3 mình lên vào đấy cho em là GT3. Những cái này ba buộc lại. Buộc lại không để ra đằng sau. Cho chị cái gì nhỉ? Bộ nam còn ít nào mang đây chị đốt em. A1 cho chị Mai Hoa một chiếc. Cho chị Hải Hường một cái A1. Ok chị Hải Hường. A1 này cho chị Phương Thảo có luôn một cái. Từ 38 cân đến 60 cân mặc thoải mái luôn cho em A1 nhá. Đây còn mã bộ nam này thôi đúng không? Còn một size. Đó là chị còn đâu? Hả? Cái này đâu còn size nào nữa mang đây chị. Quần chị đang mặc bao nhiêu? Quần chị đang mặc, em xem lại những cái like trước ấy nhá. Người ta bán từ 8 đời rồi, cứ quần chị đang mặc. Chán chả có buồn trả lời. A1 đó chị Thu Hương Nguyễn một cái. Có bên số điện thoại em không đọc tên. Áo em đang mặc chị Hoàng Diệp lên cho em là A1 chị ơi. Các Hoàng Diệp lên cho em là A1 cho em nhá. Rồi lên cho các chị em mình mã bộ nam này, nó không có nhiều đâu. Có ít thôi, đây các chị nhìn cho em này. Rồi chợ đẹp dã man luôn, hai size. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Bán cho các chị em mình bao tiền ạ? 159.000 một bộ luôn đi. 168 đấy, bán luôn 159. Lên giúp em là B2 kèm theo size XL và 2XL. Đợt chợ XL này là anh nhập các chị em mình từ 50 đến 61 cân cho em. Tức là 50 đến dưới 62 cân mặc đẹp. Còn 2XL là từ 62 cân đến tầm độ 73-74 cân mặc đẹp cho em nhá. Chỉ có 2 size duy nhất thôi, 159.000 một bộ. Chất u mì bộ nam cho các chị em mình mua cho chồng.
hai bên túi này đều có kéo khóa cho các anh hết luôn. Đây cho hai bên túi đều có kéo khóa, lên cho em là B2 kèm theo size XL và 2XL cho em nhé. B2 kèm theo size XL với 2XL. Nó không có nhiều đâu. Mà bộ nam thật sự với các chị em mình toàn cháy thôi. Mà đấy là em còn không đóng buôn đấy, chỉ có bán lẻ cho các chị em mình thôi. Mà còn không có đủ hàng để mà bán cho các chị em mình, hàng này không bao giờ sợ xù luôn. Sướng lắm, chuẩn mì cho các chị em mình. B2 size 2XL cho chị Hà Thu một bộ. Hà Thu có luôn 2X này. 2X cho vợ lão lắm mồm. XL cho chị Đỗ Thi, XL cho Đặng Thị Nga, 2XL cho Diệu Enino, 2XL cho Liên Liên, XL cho chị Thu Còi không giấu. Đỗ Thi có rồi chị ơi. XL cho chị, bạn này là bạn tên Thủy đấy đúng không? Ok, một bạn của bạn tên Thủy đấy là có XL luôn này. 2XL cho Huyền Cherry. Hết luôn 2XL. A1 cho chị Hoàng Diệp một chiếc. Còn một bộ XL nữa là em hết hàng này. Còn bộ XL này cho chị nào đấy ta? Không còn 2X đâu ạ. A1 cho chị Nguyễn Ngọc Gia Bảo một cái áo em đang mặc. XL cho Võ Nhàn một bộ, hết luôn XL. Hết luôn hàng, đến Võ Nhàn được một bộ XL là hết luôn nhá. Lên cho các chị em mình zip đánh răng comment cho em là S2. Giờ chuyện zip đánh răng này chị nào nhận cũng khen luôn. Trời ơi Giang ơi dùng sướng quá. Cuộc đời chị chưa bao giờ mua cái zip đánh răng có mấy nghìn đồng. Lần đầu tiên mua mà mua về rồi lần sau lại muốn mua nữa để dự trữ để đánh dần cho em. Rồi chợ bán cho các chị em mình 38.000 10 cái zip đánh răng. Nhớ cho em là 10 cái chỉ có 38.000 thôi. Nhớ nhận hàng đừng bảo Giang ơi nhà Giang gửi thừa hàng cho chị rồi. Thừa cái gì, thừa 5 cái zip đánh răng. Chị mua có 38.000 thôi mà nhân viên gửi hẳn 10 cái. Vì giá cũ là 39.000 5 chiếc. Đây em bán luôn cho các chị em mình 38.000 cả 10 cái luôn. Lên giúp em là S2 cho em. Có bao nhiêu set em? Mấy thùng, xem là chị xem mấy thùng nào. 5 thùng. Lên giúp em là S2 giá là 38.000 10 cây zip đánh răng nha. 5 thùng à? 1 thùng là bao nhiêu? Thùng là 30. Đợi chưa, một có 150 set thôi. Lên comment vào đấy cho em là S2 giúp em. Giá là 38.000 10 cây zip đánh răng. Đợi chưa, comment giúp em là S2 cho em nha. B2 không còn nữa các chị ơi. Rồi S2 em chốt này. S2 cho chị Loan Hoàng, cho chị Nguyễn Thị Liệu, cho chị Phương Thanh, cho Diệu Enino, cho Nguyễn Thu Na. S2 nhé, cho chị Tống Thúy, cho chị Nguyễn Đào, cho chị Trần Nhỏ, cho chị Uyên Nhất Trường Dương. Ok, chị Uyên Nhất Trường Dương, cho chị Nhím Anh, cho Tú Trinh, cho Hải Hường, cho Nhung Lê, cho Hà Nguyễn Thu. Hà Nguyễn Thu có luôn này. Cho chị Su Si, cho Phạm Mật, cho Kim Anh, cho Quỳnh Như, cho Thảo Nguyên. Lên cho em là S2 cho Nguyễn Thị Thu. Nguyễn Thị Thu có luôn này. K39 cộng S2 cho chị Nhất Thi. À Nhất Nhi. Nhất Nhi K39 là kéo cộng với S2 nhá. S2 cho chị Nguyễn Tố Uyên, cho An Nhiên, cho Thu Hà đầy đủ dấu, cho Nguyễn Thảo đầy đủ dấu, cho Kiên Phúc Nguyễn, cho Dung Nhi. Dung Nhi có luôn này, cho Huyền My, cho Tuyên Đặng không dấu, cho Ngọc Hiền, cho Nguyễn Đượng. Nguyễn Đượng có luôn này, cho chị Thư Minh, cho Nguyễn Tĩnh, cho Nguyễn Ngọc Gia Bảo, cho Sao Băng Vũ một set, Lê Loan một set. Lê Loan có luôn, Nguyễn Bích Trâm một set. Thu Hà đầy đủ dấu có rồi chị ơi. Cho em một đôi 35 mã B1 với OK Lily Rumi. Đợi chợ cho chị Thảo Nguyên có luôn S2. A1 là cho Sushi một cái áo em đang mặc, OK Sushi nhá. S2 cho Chuyên Phạm, S2 cho Mỹ Nhân, S2 cho Nguyễn Huệ. Mỹ Nhân không giấu có rồi nhá. S2 cho vợ lão lắm mồm. Tuyên Đặng có rồi chị ơi. S2 cho chị Mai Mai một set. Còn bác nào mình chưa được S2 nữa, mình lên comment vào đấy cho em là S2 cho em. Giá cho các chị em mình 38.000 10 cái zip đánh răng. Dùng cho em quá sướng luôn. Nhớ là hàng của em cái tay cầm này nó béo béo, nó mới là hàng chuẩn loại 1 chứ không phải là hàng sờ vào nó mảnh khảnh đâu. Các chị em mình mua có bèo nhất. Như trước em bán là 9.000 một cái. Đúng không ạ? 9.000 một cái của em. Cho em bán 89.000 10 cái. Đây bán có 38.000 10 cái. Coi như là kỷ niệm cho các chị em mình kèm đơn, để các bác mình đỡ phải ra ngoài mua. Chị Mai Mai có S2 rồi, cho chị Mơ Huỳnh S2. Mơ Huỳnh có luôn S2 này. Áo em đang mặc là mã A1, giá là 48.000 chị ơi. Nhớ Quyên Nguyễn không giấu có S2. Quỳnh Nga có S2 rồi. Mơ Huỳnh có rồi. 38.000 10 cái zip đánh răng là mã S2 đấy ạ. Kim Anh cũng có rồi. Rồi em qua mã luôn cho các chị em mình này. Qua mã luôn cho các bác mình nhá. Lấy cho chị
túi lông trơn em ơi. Túi lông trơn lấy chị màu đen rồi đây. S2 cho chị Thùy Nguyễn Lục Bình. S2 cho Lily Rumi. Lily Rumi có, Khuyên Nguyễn không giấu có rồi nhá. Quỳnh Nga có rồi. S2 cho tên Thủy. S2 cho Nguyễn Thu Na, thêm một set nữa là 2 set. Em được bộ nam không, Phương Thanh hình như là không được hay sao ấy. Phương Thanh không chưa được bộ nam nào đâu. S2 cho Thương Phạm. S2 cho Đức Nguyễn không giấu. Đức Nguyễn không giấu có luôn S2 này. S2 cho chị Kiệt Nguyễn Anh. Còn xả 2 cho chị một cái. Xả 2 là mã nào ấy? Xả 2 nhìn thế là mã nào? S2 cho chị Thơi Bùi Thị. Xả 2 chỉ cần nhìn tiền ở đây là chị biết mã nào. Hả? Ok, xả 2 cho chị Diệp Anh một cái luôn. Bác Diệp Anh có luôn xả 2 nhá. Rồi tiếp tục lên cho các chị em mình. Thanh lý cho các bác mình mã này. Được chưa? Đây các chị nhìn cho em. Hàng này chị nào mình nhận hàng mình cũng khen luôn. Được chưa? 75.000 một cái. Đừng tị nhau làm gì nhá. Túi lông nó có mấy cái chữ khác nhau, em dồn hết vào một luôn. Em này em thấy luôn là nó rất dày dặn và đẹp luôn ạ. Thậm chí có những chị nhận hàng mà nghĩ chắc là Giang điên, Giang mới bán cái giá cho các chị em mình. Thật sự luôn, xỉ lẻ như nhau, 105.000 một cái. Có những chị là lấy đến hàng 400-500 cái rồi chứ không phải là không. Nhưng các chị em mình biết như chị Mỹ Dung, chị lấy phải đến tầm khoảng ngót nghét gần 100 cái nhân với cái giá 105.000. Không giá dưới luôn đây, em để cho các chị 75.000 là em xả rồi nhá. Thanh lý cho các chị em mình. Mã xả mấy đây rồi ba? Từ 39 cân đến 62 cân đang mặc ok cho em. Mã là mã xả 4, giá 75.000 một cái. Không ai tị ai nha các chị. Rồi cho em dồn hết vào một loại túi cho các chị em mình luôn. Nó khác nhau cái chữ này thôi. Đẹp lắm luôn. Túi lông lên vào đây cho em, xả 4 cho em nhá, 75.000 một cái. Hàng này các chị em mình không chốt thì quá tiếc luôn. Và em nói luôn, hàng xưởng nó không có cửa. Hàng xưởng không có cửa để so với hàng này nhà em luôn. Em nói luôn, khẳng định tự tin cho các chị em mình luôn. Hàng xưởng không có cửa để so với em này nhá. Thật sự với các chị em mình luôn, hàng xưởng các chị mang đến đây các chị em mình so sánh. Hàng này của em là hàng xưởng, em đền cho các chị em mình gấp 10 lần giá trị cái áo. Rồi chưa, comment ở đây cho em là mã xả 4 cho em. Nặng nhỉ. Này 75.000 một tấc à. Thật sự luôn là các chị quá sướng luôn, không phải là sướng bình thường. Comment ở đây cho em luôn nhé. Nó túi của nó có mấy màu chữ chữ nó khác nhau ấy. Thấy hai cái thì cho hai cái túi nó khác nhau. Được chưa, xả 4 cho chị Nhất Nhi một cái. Cho chị Ly Đinh một cái. Trần Kim Huệ một cái. Trần Kim Huệ một cái, Nguyễn Tố Uyên một cái. Cho chị Hoa Bằng Lăng một cái. Hoa Bằng Lăng một cái. Áo này chị nhận một chiếc rồi, 65 cân mặc ok lắm. Em tư vấn đến 62 cân thôi bác ạ. Rồi cho chị Bùi Nhật Phương một cái. Cho chị Chuyên Phạm một cái xả 4. Nga Bùi xả 4. Nga Bùi xả 4, Nguyên Lê xả 4. Nhím Anh xả 4. Kiều Lê xả 4. Hạ Nhiên xả 4. Hạ Nhiên có luôn xả 4. Thư Lưu xả 4. Vũ Hoàng xả 4. Tư Lưu có xả 4 này, Nguyễn Hoàng, Vũ Hoàng có xả 4 này. Cho chị Nguyễn Duyên xả 4. Thùy Nguyễn Lục Bình xả 4. Cho chị Nguyệt Ánh xả 4. Tâm An xả 4. Ham Chơi Hiền một cái xả 4. Ham Chơi viết liền các hiền không giấu. Hải Hương xả 4. Đỗ Nhung xả 4. Hà Thu xả 4. Lan Tây xả 4. Vinh Hà Phạm xả 4. Phạm Phương không giấu xả 4. Cho chị Lê Ngọc Dung Phu Tê xả 4. Lam Anh xả 4. Đào Ngọc Giang xả 4. Luyện Nguyễn xả 4, Phương Thảo xả 4. Luyện Nguyễn có xả 4, Phương Thảo có xả 4 này, hàng của em. Chất thì thôi rồi các chị ơi. Bán được các chị em mình có 75.000 một chiếc thôi. Nhiều chị nghĩ là ôi dồi ôi, hàng xưởng à? Không chị ơi, em nói luôn, riêng hàng xưởng không bao giờ xả giá này. Của em đây, của em là hàng Quảng Châu cho các chị em mình luôn. Đỗ Nhung có rồi mình ơi. Cho chị Xuân Trần Thị một cái, Mỹ Hạnh Phan một cái. Xả 4 cho em nhé. Thu Hòa có rồi, Dương Loan xả 4. Nguyễn Huệ xả 4, Trần Ngọc Minh xả 4. Trần Ngọc Minh có này, Lan Anh có rồi. Ngọc Hiền có xả 4. Chị Mỹ Hạnh Phan có rồi chị ơi. Dương Loan cũng có rồi. Bác nào mình chưa được cho chị HT Hạnh một cái xả 4. Hiếu Hoàng không giấu xả 4. Hiếu Hoàng không giấu xả 4 này. Còn chị nào mình chưa được mình lên cho em xả 4 cho em nha. Ngọc Hiền thêm một cái xả 4 nữa là hai cái. Kiên Phúc Nguyễn một cái xả 4. Kiên Phúc Nguyễn một em xả 4 luôn này. A1 cho chị Nguyễn Thảo một chiếc luôn, áo chị đang mặc. Hiếu Hoàng không giấu có xả 4 rồi. Thu Hòa có rồi đấy bác ơi. Còn chị nào mình chưa được xả 4 nữa không? Mình lên giúp em là xả 4. Chị Dương Loan có rồi. Cho chị Phương Thanh một cái xả 4. Được chưa? Phương Thanh có luôn em xả 4 này. Nặng vã mà luôn. Rồi Phương Thanh có xả 4 nha. Thu Hòa có rồi bác ơi. Áo em đang mặc này là 48.000. Nó là mã A1 đấy ạ. Được chưa? Còn chị nào mình chưa được xả 4 nữa. Xả 4 cho chị Vũ Thị Thu Hiền một cái. Vũ Thị Thu Hiền xả 4. Nguyễn Thúy đầy đủ dấu xả 4.
Nguyễn Thúy đầy đủ dấu, có luôn xả bốn. Đừng comment số điện thoại trên này chị ơi. Nhà em không gọi điện chốt đơn đâu. Được chưa ạ? Chị nào mình chưa được xả bốn mình lên cho em xả bốn. Lên là bao cái xả bốn em? 30 lại 38 rồi. Dạ vâng chị ơi, đơn tối qua chưa chốt xong. A1 đó chị Đặng Hằng một chiếc. A1 áo chị đang mặc. A1 đó chị Hiếu Hoàng vui gió một cái. A1 là áo em đang mặc 48.000. Hàng này thì gần như còn mặc được cả 4 mùa cơ, chứ không nhất thiết là phải chỉ mặc mùa thu đông đâu. Xả 4 đó chị Hoàng Còi một cái. Ok chị Hoàng Còi có luôn một cái này. Alo. Ai đấy ạ? Thêm một cái xả 4 đó chị Trần Ngọc Minh. Em ơi địa chỉ chị trên ảnh bìa ấy. Chị là ở Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Qua lấy hàng, qua bốc hàng vậy đấy. Thêm hai cái A1 cho chị nhé. Ok chị Ngọc, Lê Ngọc Dung Cute thêm hai cái A1 luôn. Xả 4 cho chị Minh Nguyệt một cái. Còn chị nào mình chưa được xả 4 nữa mình lên giúp em xả 4. Là chưa đẹp quá trời quá đất luôn cho các chị em mình ấy nhá. A1 cho chị Huyền Lê một chiếc. A1 là áo em đang mặc. A1 là áo em đang mặc đấy, mà chị nào mình lấy thì mình lên A1 ở đây cho em thôi. Có 48 nghìn một cái rồi. Chút nha các bác mình. Lấy chị cái mã phao hoa phúc màu xanh nâu này. Lên một mã siêu thông dụng cho các chị em mình luôn. A1 cho chị Nguyệt Ánh một cái luôn kìa. Ok, A1 cho chị Lam Chân một cái. Huyền Lê có A1 rồi, Nguyệt Ánh có rồi, Lam Chân có rồi. Được chưa? Cái này có mỗi bằng này thôi đúng không? Màu phao này thì em có hơi ít nha các chị, nên là lên luôn cho các chị em mình. Được chưa? Phao nó rất là cồng kềnh luôn ấy, nên là lên cho các chị em mình cho nhanh thôi. Nó có ít thôi. Phao này của em thì các chị em mình yên tâm cho em là quá. Có 20 cái á. Được chưa? Ui đẹp thế nhỉ. Đây các chị nhìn cho em. Không tị nhau nhá. Giao kỷ niệm 130.000 một con áo phao này. 130.000 một cái. Tự tin khẳng định không có ai bán cho các chị được giá này hết. Chuẩn cho em luôn. 40 đến 60 cân hàng phao nhăn. Túi hai bên đều có kéo khóa mê mẩn luôn. Lên cho em mã này là mã xả mấy rồi ta? Xả 5. Lên cho em là mã xả 5. 130.000 đồng một cái. Được chưa? Xả 5 cho em nhé. 130.000 đồng một cái. A1 đó chị Nguyễn Thúy một chiếc luôn. Hết A1 chưa? A1 là áo chị bạn đấy. Gần hết rồi đúng không? Lên giúp em là xả 5. Chị ơi chị nhắn tin cho em vào trong phần tin nhắn của fanpage, chứ không phải nhắn tin vào số điện thoại chị nhá. Nhắn tin vào phần tin nhắn của fanpage. A1 đó chị Hoàng Còi một cái luôn. Rồi xả 5 này. Xả 5 cho chị Tuyến Hương Trường một cái. Xả 5 cho Đặng Hằng một cái. Xả 5 cho Nguyễn Thoa một cái. 40-60 cân mà cả má thoải mái. Xả 5 cho Nguyệt Ngô một cái. Xả 5 cho chị Huế. Xả 5 cho Nguyễn Minh Anh. Xả 5 cho chị Nguyên Khôi. Xả 5 cho Động Thanh Việt. Xả 5 cho Trương Yến. Xả 5 cho Thủy Ngân. Xả 5 cho Hải Yến Nguyễn. Hải Yến viết liền cách Nguyễn không giấu. Xả 5 cho Hải Băng. Xả 5 cho em ạ. Xả 5 cho Tâm An một cái. Tâm An có luôn một cái. Chị Huế có rồi. Xả 5 cho Quỳnh Như. Xả 5 cho Trần Ngọc Minh. Xả 5 cho Phương Linh không giấu. Xả 5 cho Linh Linh. 130.000. Linh Linh một cái. Xả 5 cho Góc Khuất. Góc Khuất có luôn xả 5 này. Lên comment cho em là xả 5 giúp em nha các chị. Chị Góc Khuất có rồi chị ơi. Bác nào mình chưa được mình lên cho em xả 5 cho em nha. 40-60 cân một size hàng bo bên dưới thì cứ làm gì, ai người ta làm sai hả chị? Hàng gấu xuông này người ta mới làm sai chứ. Xả 5 cho Thu Hiền đầy đủ dấu. Comment về đấy cho em là xả 5 cho em nhé. Thu Hiền đầy đủ dấu có luôn rồi. Em ơi, xả 5 cho chị Hà Vi. Xe cho chị Ngọc Quân Vũ. Có phải khách này khách chưa cọc không? Xả 5 cho chị nào xả 5 nữa ta. Xả 5 cho Nhím Anh một cái. Anh Tuân Vũ ấy. Xe nào chị thế nào phải không? Còn một cái xả 5 à. Chị thấy đơn này đơn nó trước to to đấy mà chưa có thấy được trên hệ thống đâu. Xả 5 bác Góc Khuất có rồi, Thu Hiền có rồi nhá.
Còn chị nào mình chưa được xả năm nữa mình lên giúp em. Xả năm cho em. Đúng không? Đấy. Lại vào comment đây này. Chị Anh Tuân Vũ này đơn bao tiền đây em? Đấy chị Anh Tuân Vũ. Em chả hiểu em chấm luôn lên cho chị đi. Nghĩ rằng mình không biết hay sao ấy mà lại vào để mang. Em mang luôn cái đơn của nó xuống đây cho chị. Đấy. Hạ Hòa Phú Thọ đây này. Chán luôn, xả 5 còn một cái đúng không? Lên zip đánh răng em lên rồi chị ơi. Đừng comment số điện thoại trên này chị, nhà em không gọi điện chốt đơn đâu ạ. Nhà em là không gọi điện chốt đơn nhé. Có đơn là các chị chủ động nhắn tin cho em cơ. Địa chỉ số điện thoại vào phần tin nhắn. Giang ơi em mình uống e đỏ thấy nóng bụng hay mình uống không hợp nhỉ? Chị ơi không có chuyện không hợp. Và e đỏ không có bị nóng bụng gì đâu chị nhá. Nóng bụng là do chị ăn cái gì đó chứ còn e đỏ nó không có tác dụng phụ. Được chưa? Không có bất kỳ một tác dụng phụ gì luôn mà nó đã được kiểm chứng hết rồi. Được chưa? Chứ không phải e đỏ mà chị uống bị nóng bụng đâu hay là không hợp đâu không nha chị. Được chưa? Chuyên gia dinh dưỡng người ta còn đã tư vấn rồi. E đỏ thì nó không có tác dụng phụ gì cả hết luôn. Được chưa? Bình thường em còn tư vấn là các chị em mình uống tầm khoảng 3 tháng mình nghỉ 1 tháng. Nhưng mà chuyên gia người ta, bác sĩ người ta tư vấn kể cả uống suốt cho em cũng được luôn. Được chưa? Để cho nó cân bằng nội tiết tố trong cơ thể các chị em mình luôn nhá. À, quần hộp 2 khuy chưa bạn? Quần hộp 2 khuy hết hàng rồi, lên từ hôm qua rồi. Thế gọi chưa? Gọi có nghe không? Không, không, em không nghe ạ. Còn nhắn tin là thả đơn nữa rồi chị ạ. Em mới xé ạ. À, chị Giang ơi, sao em nhắn tin không thấy trả lời vậy chị? Ô em ơi, em nhắn tin để phải chờ nhân viên trả lời chứ. Chị làm sao mà chị đi trả lời từng khách được hả em nhá. Nên em có đơn thì em cứ nhắn tin vào đấy. Nhân viên người ta, các bạn ấy chốt đơn là các bạn ấy sẽ trả lời. Được chưa? Vì nhà chị không phải là một ngày chỉ có 2-30 đơn hay 3-40 đơn đâu. Một like, ví dụ là một like của em toàn trên 500 đơn với 600 đơn thôi. Được chưa? Không phải 500 cái, 600 cái mà là 5-600 khách ý. Mỗi một khách toàn là 2, 3, 4, 5, 6. Thậm chí có những chị hàng 3, 40 sản phẩm cơ. Nên là nhân viên phải chốt đơn từ từ nha các chị. Được chưa các chị em mình? Các chị em mình bao nhiêu một lọ e đỏ? 260.000 một lọ 30 viên chị ơi. Được chưa? Đấy nói đến mới nhớ đưa chị đi. Chị uống. Sáng nay còn chưa uống. Sáng nay đi lấy dép, lấy giếc các thứ còn chưa có uống luôn. Có kem dưỡng da không Giang? Em còn chả biết dùng kem dưỡng da gì cho nó tốt nữa. Thì em bán sao để cho chị hả chị? Em chỉ dùng có mỗi kem móc sen. Ôi thôi chết rồi, rơi đâu mất một viên rồi. Mất 10.000. Thôi mất luôn đấy. Đâu nhỉ, vợ vừa mới làm rơi thôi, dùng nhìn cho vợ đi. Đâu nhỉ, cho vợ đi. Cái này em thì lại kiểu rằng là từ hôm em đi spa về ấy các chị. Em đi spa về là mặt em bị nổi mụn. Thi thoảng là đi gội đầu toàn phải mang theo một viên này này. Cho nhờ cái chị gội đầu ấy, chị ngay đối diện nhà em đây này. Chị mát xa mặt cho nó đỡ bị mốc mặt, mặt em nó khô lắm. À, ốc sen nhỏ em không biết là còn không ấy chị ạ. Nhà chị có bán kem ốc sen không? Có mà Hải Hường ơi, em bán sen nhưng mà sen của em chỉ bán hàng sách tay thôi. Lọ nhỏ dùng thử là 78.000, hũ to là 340.000 cơ. Nhiều chị bảo Giang ơi thế cái kem người ta bán 75.000 một lọ to như cái bát con ấy. Người ta cũng gọi là kem ốc sen đấy, nhưng mà là cái gì em chịu, em sao biết được hàng fake thì nói chuyện làm gì. Được chưa? Rồi. Xả năm chị Nguyễn Minh Anh hình như có được rồi hay sao ấy. À, nhắn tin trả lời chốt đơn cho em dậy. Cúc Trần chị trả lời lại một lần nữa nhá. Cúc Trần nhá. Từ nãy giờ em nghe đâu ra đấy Cúc Trần. Lan Nách còn đúng không? Lan Nách còn mấy lọ? Được chưa ạ? Cứ nhắn tin địa chỉ điện thoại. Chiều đến chưa được chốt đơn gọi vào số đuôi 838. Em ơi chị có đơn chị nhắn tin địa chỉ điện thoại rồi mà chưa thấy chốt đơn chị là Facebook này. Là sẽ có người vào check luôn. Còn giờ này thì chưa có xong đơn đâu. Được chưa? Của em hơn 600 đơn mà nhân viên mới chốt được có hơn 100 đơn thôi. Được chưa? Vì sáng là các bạn ấy còn check, còn kiểm tra đơn của live trưa ngày hôm qua. Còn live tối ngày hôm qua là bắt đầu, hôm nay là 10 giờ mới bắt đầu chốt đơn của live tối ngày hôm qua đúng không? Đấy, là bắt đầu mới chốt, giờ mới chốt được chắc tầm khoảng 200. Là còn chưa chốt được, chưa được một nửa cơ. Rồi, qua mã cho các chị em mình. E đỏ chị còn chả biết còn không? Còn e đỏ đúng không? Còn e đỏ là 260.000, chị nào mình lấy mình lên comment nhá.
vì hàng của em là những cái hàng để uống vào người các thứ thì em không có bán hàng fake được cho các chị em mình đâu. Được chưa? Mình thật sự luôn, nói thật luôn một câu, có tiền thì mình uống, không có tiền thì mình uống luôn cái e vàng của Việt Nam ấy. Nó là rơi vào tầm khoảng 18-19 nghìn một vỉ á, đúng không ạ? Mình uống luôn cái e đấy cho em, chứ còn mình đừng đi mua những cái hàng fake, hàng trôi nổi ngoài thị trường 20-30 nghìn một lọ làm gì cả hết nhá. Lọ này của em là hàm lượng 400 mg, bán cho các chị em mình là 260 nghìn một lọ, uống trong vòng 1 tháng. Còn nếu như thi thoảng các chị em mình cắt ra để đắp mặt, để massage mặt ý, thì nó sẽ không được đến 1 tháng đâu. Được chưa? Đặc biệt là các chị em mình mới sinh xong, mình nên uống cho em rất tốt luôn ạ. Nhiều người người ta gọi là thần dược cho các chị em mình đấy. Được chưa? Nó có những cái công dụng mà các chị em mình uống vào chỉ cần 5 ngày 10 ngày các chị cảm nhận được luôn. Được chưa? 5 ngày 10 ngày các chị cảm nhận được luôn. Lên nước hoa chưa chị ta? Nước hoa em còn chưa chiết cơ. Ok, để cho chị Nguyễn Minh Trang 2 sen nhỏ. E đỏ 260 cho Dương Liệu một hộp. Dương Liệu có luôn, em không bán latex chị ơi, em không bán latex đâu. Lấy cho chị nước hoa mini trước với mang cho chị cả lọ Chanel đây chị. Lọ to nhá. Nước hoa thì em chưa chiết được cho các chị em mình. Hôm nay chiều nay là em định chiết đấy nhưng mà lại thôi. Rồi vì chiết nó cũng hơi hao ấy, mà đặt đâu có 5 lọ thì về đấy. Trên đấy còn thì như còn 3 lọ thì phải, em đang định chiết cho mọi người nhưng mà chưa chiết. Là vì có khách đặt cả lọ to nữa. E đỏ cho chị Nguyễn Loan không giấu một lọ. Cho chị Nụ Lê không giấu một lọ này. Nụ Lê không giấu có e đỏ. Huyên Lê một e đỏ. Huyên Lê có luôn e đỏ. Nguyễn Loan không giấu có e đỏ. Rồi sen to là 340 nghìn. Đây nước hoa nhỏ này các chị em mình. Chị nào mà mình lấy da đo thì mình lên cho em là H1. Được chưa? Mình đọc cho em hôm trước đã đọc cho các chị em mình nước hoa rồi. Ba cái giai đoạn hương của nó là em đã đọc rồi. Lọ mini nhá, 230 nghìn một lọ này. Đây là lọ mini này, không phải là 230 nghìn lọ này đâu. Lọ này của em là 3.450.000. Được chưa? Không bán hàng fake, đừng nghĩ với hàng fake làm gì cả hết. Em nói luôn, hàng fake đến lúc về gọi là thơm thì chưa thấy đâu mà ra tí mùi hôi vào, tự dưng nó lại thành thum thủm khăm khẳm ra nha các chị, nó không ra cái mùi gì cả hết. Hoặc là các chị em mình xịt đến ướt cả áo và đến lúc khô cái là nó bay hết mùi đâu. Cái này của em nó giữ, nó lưu hương cho các chị em mình ít nhất đến tận, nếu như các chị em mình bôi vào dái tay này hoặc là lên quần áo, nó lưu hương đến tận 72 giờ cơ, tức là mấy ngày trời cơ các chị ạ. Nào chưa, đây cái này là 230 nghìn, là da đo này là H1, còn mid Dior này là H2 nha các chị. Nào chưa, em bán là 230 nghìn một em bé bé xinh xinh này. Nếu như các chị em mình săn trên các website là 290 nghìn. Được chưa, em săn được sale thì thi thoảng bán cho các chị em mình. Đây là mid Dior là H2 này, là lọ mini nha, không phải lọ to. Được chưa, đây là gọi là để cho các chị em mình được dùng nước hoa hàng Âu. Các chị em mình biết nước hoa hàng Âu nó như thế nào, chứ không phải cái lọ mà cả nửa lít bán cho các chị em mình mấy chục nghìn đâu. Được chưa, nửa lít ta nó hàng mấy chục triệu cơ. Được chưa, đây là nó chỉ có 5ml thôi nhưng các chị em mình dùng được rất là lâu luôn. Mình chỉ cần một cái giọt như giọt xương thôi, chỉ cần như giọt xương thôi các chị em mình di vào đây cho em, nó thơm cả mấy ngày rồi. Mà cái mùi thơm của nó rất là thanh, mùi nó rất là sang, chứ nó không mùi kiểu quê quê với cả là mùi kiểu nó bị nồng mùi như là nước hoa hàng fake đâu nhá. 230 nghìn, da đo là H1, còn mid Dior là H2. Chị nào mình lấy mình lên comment cho em. Em lên lâu chưa? Em lên lâu phết rồi đấy chị ơi. Dior thơm rất thích luôn, em cảm ơn chị Hà Thu Nguyễn. Được chưa, còn cái này là em chưa chiết ra được cho mọi người này, vì có mấy lọ về là các chị toàn lấy luôn cả lọ to nhờ em luôn. Cái lọ này là 3.450.000 nhá. Rồi xịt à chị, con này là dạng chấm chị ơi, mình chấm nhá. Xịt thì mình lấy cho em dòng này 3.450.000 một lọ, hoặc là khi nào mà em chiết nhỏ thì các chị em mình lấy sau. Rồi H2 hai lọ, chị Thảo Nguyễn không giấu. Thảo Nguyễn không giấu có luôn hai em H2 luôn này. Em chào chị Nhung Dương nha, kem ốc sên nhà Giang dùng đẹp lắm, em cảm ơn chị gái họ Đỗ. Rồi chợ H2 cho chị Lê Ngọc Dung một em này. Một tuyếp sên nhỏ cho chị Ngô Cúc không giấu này. Thảo Nguyễn không giấu có H2 rồi. Được chưa, đấy chị nào mình lấy H1 và H2 mình lên comment cho em 230.000 một em đấy. H2 cho chị Dương Loan này. H2 chị Dương Loan có luôn dùng xuống á. H2 cho chị Trương Kim Anh. H2 cho chị Trương Kim Anh có luôn này. Nó không như cái hàng fake, dùng cho em là các chị em mình mê luôn. E đỏ cộng với H2 cho chị Nụ Ngô không giấu. Ok, chị Nụ Ngô không giấu. Lam Cô Me lại không có. Chị ơi, Lam Cô Me thì hôm nào mua về để chiết cho các chị em mình thôi, chứ còn Lam Cô Me thì lại không có hàng mini, nó chỉ có hàng fake của Lam Cô Me thôi. Lam Cô Me mà mini là chỉ có fake, em nói luôn, khẳng định luôn ạ, tự tin luôn, dám khẳng định luôn cho các chị em mình, vì em cũng đã có hỏi là Lam Cô Me hiện tại là không có, là dòng nhỏ.
chỉ có dòng to và có dòng các chị em mình chiết thôi. Còn lọ mini của Lancome thì nó chỉ có hàng phách. Được chưa? Rồi, H2 cho chị Thùy Nguyễn Lục Bình, H2 cho Nguyễn Loan không giấu, H2 cho Nguyễn Đào, H2 cho chị Kim Anh Mai. Một sen to, một e đỏ nữa cho chị Thảo Nguyễn không giấu. H1 còn mấy em? Sao bà Ngọc này mình đã bảo mình là lấy H2 nhiều rồi, nhặt cho mình H2 nhiều rồi mới lấy toàn H1 này. Rồi, H2 hết hàng luôn, không còn. Các chị ơi, sen nhỏ, chị Hải Hương một tuyết. Cho chị một sen nhỏ, ok, chị Đặng Hằng một sen nhỏ. H2 em hết luôn hàng rồi đấy các chị. Sen nhỏ còn không em? Lên cho chị sen, đếm cho chị xem còn bao nhiêu sen nhỏ. Chờ em một chút nhá, để cho nhân viên đếm đã các chị ơi. Chứ không phải hết sen nhỏ rồi mà chốt của các chị em mình thì lại không có hàng đâu. Xem là chị lấy cho chị cái lọ chiết nhá, để lát nữa mà chị sen hứng lên là chị chiết luôn nước hoa này. Cái này em chiết ra lọ nhỏ là em bán là 199.000 một lọ như ngón tay này cho các chị em mình này. Là để cho các chị em mình dùng thử. Nhưng mà đang chờ hai bạn, bạn ấy chuyển khoản. Nếu như bạn ấy chuyển khoản thì rồi thì chỉ còn có một lọ để chiết thôi. Rồi chưa, với một bạn nữa, bà đang chờ bạn ấy trả lời, bạn ấy nhờ đặt mà. Này bà để cẩn thận lên bà ơi. Sen nhỏ còn mấy em? Ồ, hết sen nhỏ luôn rồi đấy các chị. Thế chị chốt từ nãy đến giờ đủ không? Hết sen nhỏ luôn nha các chị, không còn sen nhỏ. Được chưa, H2 này cũng hết, chỉ còn H1 thôi. Chiết sợ chiết dưới này bụi bặm ấy bạn. Đây là vợ này. Đây các chị nhìn cho em này. Em ơi thấy lọ chiết chưa? Thấy lọ chiết đâu, mang cho chị lọ chiết em ơi. Đây các bác mình nhìn cho em nói luôn, em thì em không có bán hàng phách nên tự tin luôn. Giờ chưa, không bao giờ có sợ ai bóc phốt bóc phiếc vì luôn khẳng định hàng chuẩn. Vì em nói luôn không phải hàng chuẩn thì các chị em mình, các chị hay dùng nước hoa, các chị em mình biết ngay. Giờ chưa, đây lọ này của em đây, các chị nhìn cho em này. Chị em nào mình thích thì em chiết trực tiếp H2 Kim Anh Mai có được nhá mình nhá. Cái này chị nào mình lấy cả lọ luôn là 3.450.000. Còn em chiết ra cái này cho các chị em mình là 199.000 một lọ. 199.000 một em, ủi dồi đây các chị nhìn cho em này. Nhìn cái mùi của cái màu của nó thôi đã mê rồi. Được chưa, đây các chị nhìn cho em. Cái màu đây của nó chuẩn chứ nó không, nó là cái màu hồng, hồng đào, chứ không phải là cái màu vàng như hàng phách nha các chị, lưu ý cho em. Màu nó là cái màu hồng đào. Hồng đào hay là hồng cam tùy các chị em mình gọi đây này. Được chưa, chứ nó không phải là cái màu vàng như kiểu là hàng phách đâu. Đấy, đây các chị nhìn cho em nhá. Thì em chiết được cái lọ nhỏ này này. Em bán là 199.000 một em này cho các chị em mình, chồng xoay ra vợ. Đấy là chiết trực tiếp luôn cho các chị em mình. Được chưa, là chiết ra cái này cho các chị em mình. Cái này của em thì có nhiều màu. Bác nào mà mình lấy chiết mình thì em nhận đơn cho các chị em mình nhá. Được chưa, đây các chị nhìn là em chiết trực tiếp luôn cho các chị em mình này. Lên rồi đúng không? Được chưa, đây các chị nhìn cho em đấy, chiết này. Như thế này là nó đầy hết mức rồi. Nhưng khi các chị dốc ngược lên, được chưa, thì nó sẽ là chỉ nửa này. Vì nó có một cái đoạn vòi của nó bên trên đây, các chị nhìn cho em này. Vì nó có một cái đoạn vòi của nó bên trên này nhá. Chứ không để, không phải là như thế này là vơi đâu. Không đến lúc các chị lại bảo đây, cho các chị em mình xem luôn. Không đến lúc các chị về, các chị dốc ngược lên, các chị lại bảo em là ăn gian thì chết. Đây các chị nhìn cho em này, khi dốc ngược lên này, còn đây nó là đầy rồi. Không thể cho thêm vào được nha mọi người. Được chưa, còn đây khi dốc ngược xuống này các chị nhìn cho em này, là nó sẽ nửa như thế này. Là vì nó có một đoạn từ chỗ này trở lên rồi, nó không dít thêm được lên nữa, đầy hết mức rồi. Chứ không đến lúc nhận hàng đừng bảo ô Giang ơi sao Giang lại đóng cho chị có nửa nhá. Giang ăn gian của chị à, em không hề ăn gian, nó có mức rồi đây. Các chị nhìn cho em này, khi dít lên thì nó đầy rồi đây này. Thấy không ạ, đầy lên đến tận đây rồi. Đó, là nó như thế nha các chị. 199.000 một em này, nó là hàng gọi là hàng sách tay, hàng âu cho các chị em mình. Cái này thì các chị em mình dạng xịt. Được chưa, con này là trà neo coco thì em nói luôn là hầu như là kể cả các anh tặng người yêu. Được chưa, diễn viên hoặc là những người nổi tiếng, ai người ta cũng có mẫu này luôn, thật sự đưa đây cho vợ chồng. Ai cũng có mẫu này luôn, không có một người nào là người ta không sử dụng em này luôn. Thật sự với các chị em mình. Được chưa, những người nổi tiếng các thứ các chị em mình thấy, khi mà người ta quay trong phòng này, hoặc là người ta live stream này, hoặc là các anh các chị ý mà chụp ảnh, các chị thấy lúc nào cũng có trà neo coco. Ai cũng có luôn. Được chưa, đấy là chiết trực tiếp cho các chị em mình 199.000 như này. Chứ không phải là pha phiếc gì nha các chị.
Nên các chị em mình, cái này em chỉ dành cho bác nào mình tin tưởng thôi. Ai tin tưởng thì mình mới mua, tôi còn đâu mình không tin tưởng mình bỏ qua. Vì thật sự với các chị em mình là nó đắt chứ không phải là nó rẻ. Nó không phải hàng fake nha. Lưu ý cho em, các chị nhìn cho em này. Bình thường cái này là em chiết trên phòng cơ chứ em không chiết dưới này đâu. Nhưng đây là bơm trực tiếp cho các chị em mình nhìn thôi. Đấy là nó có mấy màu, cái vỏ nó có mấy màu, em lên cho các chị em mình thấy. Chị nào mình lấy thì mình lên cho em là 199 cho em nhá. 199.000 cho vợ cái những cái hộp. Đợi chờ các chị em mình biết nguyên cái đồ, cái đồ chiết này này, cái này này. Các chị em mình mua thôi đã là hàng gần 29.700 một cái này rồi. Em nói luôn. Đợi chờ đây là nó là cái dụng cụ chiết cho các chị em mình này. Hầu như là những diễn viên người mẫu này hoặc là những người nổi tiếng ca sĩ ấy, là người ta đi chơi người ta không mang hẳn lọ to đi đâu, người ta có lọ to nhưng người ta phải có dụng cụ chiết này này. Là người ta thả trong vali. Thậm chí các chị em mình nhá, khi mà các chị dùng hết rồi, các chị lấy cái vỏ này, các chị vứt cho em vào trong tủ quần áo, nó thơm đến mấy năm liền luôn. Còn nguyên cái vỏ thôi, các chị thả vào tủ quần áo, nó thơm đến hàng mấy năm nhá, chứ không phải là mấy ngày mấy giờ đâu, thơm đến mấy năm luôn. Thì các chị em mình biết là chưa, nó là hàng chuẩn chứ không phải là hàng vớ vẩn. Nên các chị em nào mình tin tưởng thì mình hãng chốt thôi. Được chưa ạ? Rồi 199 chồng ơi. Chồng ơi, chồng mang đây cho vợ, vợ bơm luôn 199. Các chị em mình lên giúp em là 199, 199.000. Được chưa ạ? 199, số lượng giới hạn thôi chứ nó không có nhiều đâu. 199 cho chị Hải Hương này, 199 cho Lê Thị Hoài này, 199 cho Thu Hòa này, em đếm nhá. Thiếu một người thôi là cũng không có hàng đâu. Thu Hòa có luôn 199 cho Trần Phượng, 199 cho Quyên Nguyễn không giấu, 199 cho Hằng Trương, 199 cho Linh Linh, 199 cho Diệp Nguyễn không giấu, 199 cho Nguyễn Thảo, 199 cho Sao Băng Vũ, 199 cho Sushi, 199 cho Kim Dung Lê, 199 cho em nha, 199 cho Thương Phạm, 199 cho Tính Trịnh Thị Trị Tinh, cho chị Kiệt Anh, Kiệt Nguyễn Anh 199, Kiều Lê có luôn 199, Trang Nhím có 199, Trần Phượng có rồi, chị ơi Kiệt Anh, Kiệt, cho chị Duyên Duyên có 199. Lên giúp em là 199 cho em nha. Hà Phạm có 199, Phương Thảo có 199, Nguyễn Liệu có 199. Nhớ cho em là 199 là một em nhỏ này. Được chưa ạ? Các chị em mình có thể, các chị em mình, chị nào mời mình dùng rồi, mình về mình ngửi mùi phát là mình biết hàng chuẩn hay không rồi. Được chưa? Chứ còn em thì em không, thật sự không dám bán hàng fake cho các chị em mình luôn. Không dám. Nhá. 199 cho chị Nguyễn Thu Na, 199 cho chị Trang Nhím có 199 luôn này. Trang Nhím có, Duyên Duyên có, Quyên Nguyễn không giấu có rồi, Nguyễn Thu Na có rồi ạ. Còn chị nào mình chưa được 199 thì mình lên cho em là 199 cho em. Em chỉ nhận một ít thôi vì em còn đang chờ các chị kia chị chuyển khoản. Các chị toàn lấy hẳn lọ to thôi. Đấy là nếu như chị em nào mà mình lấy lọ to thì em có tặng cho hai cái lấy một lọ to là em tặng cho hai cái em chiết này. Là về đi đâu các chị em mình chiết ra cho em. Nhưng mà lọ to các chị mà mua các chị dùng phải đến mấy năm luôn, thật sự luôn. Trang Nhím có rồi, Duyên Duyên có rồi, Nguyễn Thu Na có rồi. Được chưa? Thế thôi nha, 199. Mấy rồi em? Được chưa ạ? Này ba. Rồi em nhận bằng đó 199 cho các chị em mình thôi, chứ em sợ không đủ. Vì một hộp to như thế là em chỉ chiết ra được có 20 lọ nhỏ thôi. Em chỉ chiết ra được đến có 20 lọ nhỏ cho các chị em mình thôi. Một lọ đấy của em đó là 100ml, mà mỗi một cái lọ nhỏ của em là 5ml. Rồi bác nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em nhá. Dừng qua mã cho các chị em mình lên cho chị cái gì nhỉ? Bột mã quần Tomboy vào đây đi em ơi. Đúng rồi, 5ml đấy chị Nguyễn Thu Na. Được chưa? Đây, chồng đưa cho vợ cái đấy đây. Cái này của em thì mua từ nhà sản xuất báo lấy nọ, lọ 5ml thì đưa cho mình lọ này. Và em bơm cho các chị em mình là đầy lên thôi. Đưa cho vợ cái nào. Được chưa? Đây, dụng cụ này các chị em mình có thể tìm hiểu cho em. Chứ còn nó cũng em cũng không có ăn bớt được của các chị em mình. Được chưa? Một cái dụng cụ này nó là 5ml này. Bên trong này nó là 5cc này. Đấy, cái ruột của nó bên trong. Đó, còn chị em nào mình có thể tham khảo cho em thôi. Chứ còn thật sự luôn là cái này thì cũng chả có bớt được cho các chị em mình. Em chỉ muốn xịt, em còn muốn là khi dốc ngược lên em xịt đầy cho các chị em mình. Nhưng mà xịt hết cỡ rồi. Chỉ tức là chỉ chiết được ra đến bằng đấy là nó đầy rồi. Đấy là nó bên trong cái lòng này này. Khi các chị em mình dốc ngược lên thì nó sẽ vơi. Là vì dốc ngược lên là nó có một cái đoạn ống của nó từ chỗ này đến chỗ này. Là nó đã mất đi 2ml rồi. Được chưa ạ? Đó, nhá, một lọ này, 5ml này, 199.000. Thì bác nào mà mình mua thì mình mua thôi, chứ em thì em không bán hàng fake. Nên là thật sự với các chị em mình là một cái lọ này các chị dùng được nó rất là lâu. Chỉ cần một giọt thôi là các chị em mình đã thơm hẳn mấy ngày rồi. Được chưa ạ? Rồi này em ơi, cất cho chị đi này. Tối qua săn được 2 đơn mà hôm nay không thấy chốt đơn cho mình, kiểm tra giúp mình. Nhân viên vẫn đang chốt chị ơi. Được chưa? Các bạn ấy vẫn đang chốt, chưa chốt xong đơn đâu chị, nhiều lắm. Lên cho các chị em mình quần như em đang mặc nhá.
Thật sự luôn là quần này không dám nhận khách đơn xỉ luôn. Khách là báo lễ xỉ à, chuyển khoản trước cũng không dám nhận luôn. Có hàng đâu ạ. Mà các bạn ấy toàn đòi lấy mỗi một size 50 cái. Tức là một mã này toàn lấy đến cả 200 quần thì em làm gì còn hàng. Comment cho em mã này là mã Q1 kèm theo size cho em 85.000 một quần. Q1 đúng không em? Nước hoa chị lấy cho em lên cho em là mã 199, 199.000. Lên cho em Q1 kèm theo size S, M, L, XL. S là 40 đến 47, M từ 48 đến dưới 52, L từ 52 đến dưới 57, XL từ 57 đến 62 cân cho em nhá. Rồi chưa đây các chị nhìn cho em luôn quần giống như em đang mặc, nó chỉ khác nhau cái chữ này thôi. Em thì hầu như chữ nào em có để lại rồi đây các chị nhìn cho em. Đẹp lắm, mặc cho em cả 4 mùa luôn nhá. Lên giúp em là Q1 kèm theo size S, M, L, XL giá 85.000 một quần. Bao cả giá luôn cho các chị em mình luôn. Tự tin khẳng định luôn hàng chuẩn cho em mắc đâu, chất mì Hàn. Nơi chợ mì Hàn không ai bán cho các chị 85.000 đâu. Em trước em còn bán 99.000 cơ. Nhưng khi đấy là còn phải thuê mặt bằng các thứ, thuê nhà, thuê kho. Nhưng giờ là từ khi về nhà mới bán cho các chị em mình giá yêu thương thấp nhất có thể rồi. Rồi Q1 size L cho Đậu Thanh Việt, L cho Phạm Hiến, L cho Trần Nhỏ, S cho Lê Ngọc Dung Cute, hai cái size M cho Nguyễn Bích Trâm, XL cho Quyên Nguyễn Không Giấu, 199 cho chị Bùi Thắm một lọ, S cho chị Nguyễn Thị Liệu. S cho Nguyễn Thị Liệu có luôn. Tính Trịnh Thị Tinh có mã 199 rồi mình ơi. Q1 size S cho chị Góc Quất, size M cho Bùi Thắm, XL cho Phương Thảo, S cho Dung Đỗ, XL cho Phương Linh, S cho Hải Hường, M cho Xìn Xú Cửa Nguồn, XL cho Bác Gia Linh, XL cho Minh Khang Phạm, M cho Kiệt Nguyễn Tuấn, M cho chị Kiệt Nguyễn Anh, ML cho Nguyễn Thảo, ML cho Nguyễn Thảo 47 cân chỉ cần mặc S ok. L cho Toàn Nguyễn Thị, L cho Toàn Nguyễn Thị này. Còn size gì em? S-ML. Em chỉ còn SML nữa thôi, XL em hết hàng. Xin xú cửa nguồn có rồi mình ơi. Đợi chợ M cho chị Khánh Nam Nga. Không còn XL chị ơi. Góc khuất có S rồi, S cho chị Hương Nguyễn đầy đủ dấu. S cho Hương Nguyễn đầy đủ dấu này. Hiện tại chỉ còn S với gì ba? Em chỉ còn S với L thôi, S cho Nhím Anh một cái. S cho Nhím Anh có luôn 85.000 một quần. Mặc cho em cả 4 mùa luôn, mặc với cái gì cũng đẹp. Không còn XL các chị ơi, chỉ còn có mỗi S với M thôi. Quần legging cũng không còn hàng luôn. Quần toàn cháy hết. M cho chị Thế Trương Nguyễn. À ôi rồi, quên mất rồi. Không còn M rồi, chị Thế Trương Nguyễn ơi. Không còn M, không còn M nha, còn mỗi S với L thôi. Chỉ còn S với L thôi. S cho chị Nguyễn Hà một cái. S cho chị Thanh Nhàn Nguyễn. Thanh Nhàn Nguyễn có S, Nguyễn Bích Trâm có hai cái size M rồi chị ơi. Q1 là quần tomboy. Hiện tại em chỉ còn size L là hết nhá. Chị nào mình chưa được mình lên comment ở đấy cho em luôn. Rồi chưa, L cho chị Hiếu Hoàng không giấu. Không còn XL. S chị Nguyễn Hà chỉ được một cái thôi. Còn đâu hiện tại em còn mỗi size L là hết hàng. Còn mỗi size L thôi là hết rồi. Cho chị góc bộ nam này vào đi em ơi. Cho bộ nam vào chị. Lên cho các chị em mình một mã này. Bộ nam này nhé vào chị. L chị Hiếu Hoàng không giấu có rồi. L cho Nguyễn Trang một cái. L cho Nguyễn Trang, S không còn, chỉ còn mỗi L thôi. Hai cái size L đó, chị Đặng Hải Ngân. Hai cái size L chị Đặng Hải Ngân có luôn này. Cái vừa lên quần như em đang mặc, hỏi quần như em đang mặc. Đến là lệnh. Hoài cơ, nhận hàng em ơi. S là 40 đến 47 chị ơi. Rồi không còn S nữa nha, lên cho các chị em mình mã bộ nam nữa này. Còn mấy bộ cái size L nữa mà. Em còn một cái size L nữa là hết hàng đấy. Đây lên cho các chị em mình một bộ này. Ui dồi ôi, đẹp thế nhở. Được cho em thề với các chị em mình luôn, quá đẹp luôn. Đây các chị nhìn cho em này. 158.000 một bộ. Đỉnh của đỉnh luôn. Em nói luôn, hôm qua bán hai mã bộ nam bị lỗ luôn. Không để ý, lỗ quá nhiều luôn. Tưởng là thanh lý thì nó phải giảm cho mình được tầm khoảng 10-15.000. Được chưa ạ? Bình thường những cái hàng như này em nhập vào là 164.000 một bộ. Em bán từ 169 đến 178. Em tưởng nó phải giảm được tầm khoảng 10.000-15.000. Em bán cho các chị em mình 145.000, em lỗ thẳng cẳng luôn. Được chưa, nó giảm được đâu có 6.000. Là em bán bộ này 158.000 cho các chị em mình nhá. Comment cho em là B3 kèm theo size XL và 2XL. Đúng không? Yeah. XL cho anh xã nhà các chị em mình từ 50 đến 62 cân cho em.
Được chưa? Dưới 62 cân mặc cho đẹp. Còn 2XL từ 62 cân đến dưới 75 cân cho em. Đấy các chị nhìn cho em chuẩn bộ u mì luôn. Các chị em mình mua cho chồng nhá. 50 đến dưới 62 mặc cho em size XL. 2XL là từ 62 cân đến dưới 75 cân mặc đẹp cho em. Được chưa? 158.000 một bộ. Mã là mã B3 kèm theo size. Số lượng em không có nhiều đâu. Được chưa? Thật sự luôn là hàng này nó không có nhiều luôn nha các bác. Hai bên túi của em đều có kéo khóa hết cho các anh mình luôn nhá. Đẹp dã man luôn, các chị em mình mua cho chồng luôn. Hai bên túi nó đều có kéo khóa hết này. Được chưa? Em lên luôn B3 kèm size này. A1 đó chị Diệu Anh một cái. A1 áo chị đang mặc. Diệu Anh có 3 A1 rồi. B3 2XL đó chị Quyên Nguyễn không giấu. Phải có mã B3 đằng trước tự dưng kèm size không để em biết là em chốt cho chị mã gì size đó được nhá. Rồi B3 XL đó chị Gia Linh một bộ. 2XL cho Phương Thảo. XL cho Kiều Lê. XL cho Kiều Lê có luôn này. XL cho Sao Băng Vũ. Sao Băng Vũ có luôn XL này. XL cho Hương Sakura. 2XL cho Nguyễn Tố Uyên. 2XL cho Nguyễn Tố Uyên này. A1 là áo em đang mặc nhưng chắc là không còn hàng nữa đâu đấy. Được chưa? Lên cho em là B3 kèm theo size vào đấy cho em nhá. XL với 2XL. Đừng comment số điện thoại trên này. A1 có đừng lên. A1 hết hàng rồi. A1 em không nhận thêm đơn nữa đâu. B3 XL cho Kiên Phúc Nguyễn. 2XL cho Dung Nhi. 2XL là cho Dung Nhi này. Còn có mỗi 4 bộ XL nữa là hết hàng luôn, không còn. Chỉ còn duy nhất XL thôi. 50 đến dưới 62 cân mặc đẹp cho em luôn nha. Có áo cho con 12 tuổi không? Không chị ơi. Được chưa? Chị nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em nha. Ôi rồi ôi lời. XL cho Hà Thị Loan một bộ. XL cho Mi Phan Thị. Hà Thị Loan có, Mi Phan Thị có. Nguyễn Tố Uyên nhắn tin luôn cho em địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn nhá. Đừng comment số điện thoại trên này. Nguyễn Tố Uyên này. Chị Nguyễn Tố Uyên này ở đâu đây? Chị này là chị ở, có chị Nguyễn Tố Uyên này, chị này chị phải chị vợ anh kia. Lên chưa phát được này, Cẩm Thủy này. Thoa ơi. Dạ. Em gọi cho chị Nguyễn Tố Uyên Cẩm Thủy đi. Gọi bảo chị là biêu tá chưa giao hàng à hay như nào? Rồi XL chị Suli một bộ. XL cho Đào Ngọc Giang một bộ hết hàng. Đến chị Đào Ngọc Giang được một bộ là hết luôn nhá. Rồi. Tiếp tục cho các chị em mình phân cho chị quần bò cái ra chị lên đi. Quần bò đấy. Hết luôn rồi các chị ơi, không còn, nghiện răng mất rồi, like nào cũng phải xem Nguyễn Thị Thu Hà. Nhưng mà mua vừa thôi chị ơi, đừng mua nhiều quá nha đây. Ép đây vậy ông ba. Đúng không? Mã là mã gì? 606. Đây lên luôn mã này đi. Mã này còn nguyên S thôi đúng không? Đây mã này em còn ít, còn nguyên size S thôi. Nên các chị em mình không tị nhau nhá. Đấy đây các bác mình nhìn cho em còn nguyên size S. S này các chị em mình từ 38 cân đến 45, 46 cân cho em mặc ok. Lựa chọn co giãn thoải mái cho các chị em mình đến 46 cân cho em nhá. Có những chị bảo Giang ơi chị 47 cân chị vẫn mặc S này. Nhưng mà riêng form này em chỉ tư vấn đến 46 cân thôi. Từ 38, 39 cân đến 46 cân cho em cạp cao. Lựa chọn 106.000 một quần. Lên cho em mã này là mã S106. S106, à thôi không comment S106 đâu mà lên luôn Q mấy đấy bà, Q2 đi. Q2 nhá, em chỉ còn nguyên size S thôi ạ. Lựa chọn không gấu, các chị nhìn cho em này. Co giãn cho các bác mình từ 38, 39 cân đến 46 cân mà ok cho em. Lựa chọn hàng này đẹp lắm. Thật sự luôn, các chị ở quanh quanh nhà em này các chị cứ khen mãi là ôi dồi ôi, thật sự luôn chị chưa bao giờ chị mua một cái quần bò nào với cái giá nó hơn 100.000 như này cả hết. Rẻ nhất chị mua cũng phải 180-190 nghìn. Thật sự luôn, quá nhiều chị qua tận nơi luôn là bảo không nghĩ là Giang bán quần bò cái giá có 100 mấy nghìn như này đâu. Được chưa, comment cho em mã này là mã Q2 cho em nha. Q2 chỉ còn nguyên size S này thôi, giá 106.000 một quần cho các chị em mình. Nhớ là nhấn chia sẻ livestream lên giúp em. Được chưa, mang đây vợ thả luôn rồi. Để đây cho vợ. Lên cho em là Q2 giúp em nha các chị. Q2 giá cho còn mỗi size S thôi 106.000 cái. Giá gọi là sốc nhiệt cho các chị em mình luôn. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị Phạm Yến. Được chưa, mình comment giúp em là Q2 cho em nhá. Nhớ là từ 38 cân đến 46 cân cho em mặc ok. Q2 cho em này, cho chị Nhím Anh một cái. Nhím Anh một cái, Nga Nguyễn không giấu một cái. Sương Nguyễn không giấu một cái. Dương Liệu một cái. Dương Liệu có luôn 49 cân, chị nghĩ là không vừa đâu em ơi nhá, đến 46 cân thôi.
Sương Nguyễn một cái cho chị Hải Băng một cái. Chỉ cần lên cho em Q2 là được, Hải Băng có luôn này. À, Giang ốm về thế. Dạ vâng chị ơi, em giảm mất gần 2 cân mà. Bác Sương Nguyễn có rồi, lên giúp em là Q2 cho em có nguyên size S. Xả cho các chị có 106.000 một chiếc thôi. À, Giang chốt thêm cho chị cái quần tất lưới em hết hàng. Quần tất lưới hết sạch luôn hàng, nó chỉ còn hàng loại 2 em có dám bán không? Thêm Q2 cho chị Sương Nguyễn không giấu một cái. Ok, chị Sương Nguyễn không giấu có luôn này. Mình lên comment giúp em là Q2 vào đấy cho em nhé, em còn nguyên S thôi. Q2 cho chị Thanh Nhàn Nguyễn một chiếc. Q2 cho chị Lý Hà một cái. Lý Hà có luôn Q2 này, 50 cân vẫn mặc vừa size S nhà Giang, người các bác gọn nhỉ. Là chưa còn chị nào mình muốn lấy, mình lên cho em Q2 cho em tư vấn từ 38 đến 46 cân cho em ạ. Nên mua cho em những cái quần này mà mặc cho em legging không còn chị ơi. Legging hết rồi. Q2 cho chị Lê Ngọc Dung cute một cái. Ok, chị Lê Ngọc Dung có luôn một cái này. Còn chị nào mình chưa được Q2 nữa, mình lên cho em Q2 vào đấy giúp em nha. Lên cho các bác mình một mã áo này. Áo này thì chị nào cũng thích luôn này. Đẹp lắm. Giang còn lên nam không? Hình như lên nam không còn đúng không? Lên nam hiện tại em cháy sạch hàng chị ơi. Đồ nam nó hiếm lắm, hôm qua về được đâu có mấy trăm bộ nam mà đến giờ này là hết rồi đấy. Còn đâu có mấy bộ. Lên mã áo này, đi hàng này thì chắc em không quảng cáo thêm. Được chưa ạ? Bán cho các chị em mình thì yên tâm luôn cho em nhá. 64 cân vừa không? 64 cân vừa sao được chị? Được chưa? Cái này cho các chị em mình từ 38 cân đến các chị em mình dưới 65 cân mình mặc ok cho em con áo này luôn. Chị nào mình cũng nên có trong tủ luôn, mix đồ cho em 65.000 một cái. Mã này lên comment cho em là mã xả bao nhiêu đây em ơi. Q2 cho chị Hạnh Nguyễn đầy đủ dấu một cái. Hạnh Nguyễn đầy đủ dấu một cái Q2. Lên giúp cho chị Trung Hằng một cái Q2. Trung Hằng một cái Q2 này. Mã này lên giúp em là xả 65.000 một cái. Em không cần phải quảng cáo nhiều về em này. Bán mấy vạn cái rồi, nguyên màu trắng này để luôn giá 65.000. Được chưa ạ? Từ 38-39 cân đến dưới 65 cân mặc ok. Nó là cái hàng gọi là tăm lông thỏ đấy. Cái mã này ngày trước ở bên fanpage cũ của em ấy, cách đây cái đợt mà đợt tháng 9, bên fanpage cũ của em nhá, một buổi live em còn bán hết mấy nghìn cái luôn. Chứ không phải là bán hết hàng mấy trăm cái đâu. Một ngày bán hết mấy nghìn cái luôn cho các chị em mình ấy. Khách thì cứ gọi đóng hàng như cái gì luôn. Đó là hàng tăm lông thỏ, hết lâu lắm rồi đây. Còn vét được nốt màu trắng lên nốt cho các chị em mình 65.000. Màu trắng đấy, lên cho em là mã xả 6 nhá. Xả 6, chị nào cũng thích Q2 cho chị Quyên quắt một cái em ơi. Q2 cho bác Quyên quắt một cái. Legging nhà Giang đẹp mà hết rồi, thương thương hết hàng mình ạ. Lúc nào về thêm em lại báo mọi người. Xả 6 cho chị Thu Hương Nguyễn một cái. Comment cho em là mã xả 6 cho em nha các chị. Xả 6 cho các chị em mình, em lên thêm chút nữa thôi là em nghỉ nha các bác mình. Lên thêm chút nữa thôi là nghỉ. Không có tương tác đâu, có lên comment đâu. Lúc nào chỉ thích nghỉ thôi. Vã rồi cái, có 200 điều rồi. Xả 6 hai cái cho chị Nga Nguyễn không giấu. Được chưa ạ? Xả 6 chị Nga Nguyễn không giấu hai cái cho chị Nhung Dương một cái. Chị Quyên quát có má Q2 rồi, Nhung Dương có xả 6. À, còn chị còn áo ven cao à, cái kia cổ cao 59 nó không còn đâu em ơi, hết hàng rồi. Cái này lên cho em là mã xả 6 cho em nhá, 65.000 một cái. Xả 6 giá 65.000. Quần bò size to đi có đâu mà lên. Bò size to đi có đâu mà lên. Xả 6 cho chị Kim Dung Lê một cái. Ok, chị Kim Dung Lê có luôn xả 6 khăn mặt, còn khăn mặt là mã S1 đúng không? Khăn mặt là mã S1 chị ơi, 38.000 5 cái. Chị ạ, lên một mã này nữa cho các chị em mình này. Đẹp tuyệt vời luôn cho các chị luôn này. À, còn bộ nam không chị hết rồi mình ơi. Cho chị thêm một cái xả 6 nữa, cho chị Nhung Dương thêm một cái xả 6. Nhung Dương thêm một cái xả 6 nữa luôn này. Xả 6 này chị nào cũng thích lắm. Lên mã này mã GT mấy rồi đây ba? Lót lông bên trong cho các chị em mình siêu ấm siêu đẹp. Màu cũng đẹp luôn, màu đó là màu cam san hô. Lên giúp em là GT4. Xả 6 cho Lily Zumi một cái. Kéo chị lên cho em là K39 nha chị ơi. Kéo thì chị lên giúp em là K39. Cái này comment vào đây cho em luôn là GT4. Để cho các chị em mình luôn. Hàng này nhớ cho em là thô lì lót lông bên trong 113.000 một cái. Lên comment vào đây cho em luôn là GT4 cho em nha, 135.000. Bán 113 cho các chị em mình. GT4 cho em. GT4 cho em nha. Còn váy lên xòe không, hình như hết hàng rồi. Váy lên xòe không còn chị ơi. Má này các chị em mình lên comment cho em là đẹp dã man luôn. Hàng này chị nào mình cũng thích luôn ấy.
Nào để chị thả. K39 cho chị Kiệt Nguyễn Anh một cái, K39 ok chị. GT4 cho chị Nguyễn Trang một cái này. GT4 cho chị Thu Hà một cái này. Lên giúp em GT4 cho em nha. F1 là cái gì chị? F1 mà, khăn mặt em đọc là F1 mà. Em đâu có đọc là F1 đâu. Cái này mà lên buổi tối thì các chị em mình còn không tranh được cơ. Hôm nay nó chả có tương tác gì cả, lên chán lắm. GT4 cho chị tên Thủy một cái này. Tên Thủy là chị tiếng nước ngoài đấy. GT4 cho Hà Nguyễn Thu một cái. K39 cho Trang Nguyễn. À quên, Trang nhím một cái kéo. GT4 cho Quỳnh Nga. GT4 cho Phương Thảo đầy đủ dấu. 113.000. GT4 cho Dung Lê. F1 cho Thu Hiền đầy đủ dấu. Đây chưa, còn chị nào mình chưa được mình lên cho em GT4 cho em bác Dung Lê có rồi nhá. Có 113.000 thôi các chị ơi. 113.000 một cái mà mặc rất là ấm luôn. Hầu như chị nào mình cũng nên có luôn ấy. Mặc thích cực kỳ luôn. Đây chưa, bác nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em nha. GT4 cho chị Oanh Lê một cái. Ok, Oanh Lê có GT4. Quỳnh Như đầy đủ dấu có GT4. Quỳnh Như đầy đủ dấu có GT4 luôn này. GT4 K39 cho chị Nga Nguyễn hai cái. Nga Nguyễn có luôn hai cái. K39 là kéo chị ơi. K39 là kéo. Lấy cho chị luôn dép nào. Cắt bao cắt cho chị thử dép đây chị. F1 cho chị Thanh Hà một set. GT4 cho Thắm Vũ không dấu. Thắm Vũ không dấu có GT4. Dung Lê có rồi chị ơi, chị nào mình chưa được nữa mình lên giúp em GT4 cho em. Thôi ơi, cái file sáng nay gửi đi là bao nhiêu đơn em? GT4 cho Thơm Trương một cái này. GT4 cho Thanh Hà một cái này. Thanh Hà có luôn GT4. Thắm Vũ không giấu có rồi nhá. Giang ơi, chốt đơn thấy. Đơn hôm qua nhân viên vẫn đang chốt chị ơi. Vì nó nhiều đơn quá này các bạn chưa chốt xong ấy. Nghe chưa, đợi em chút nào. Làm ít em này nữa là em này còn chẳng có muốn lên đây. Các bác ơi, không lên thì còn lại tồn vốn, mà lên thì lại tiếc. Vì cái giá này rẻ xả cho các chị em mình. Mã này lên cho em mã xả mấy rồi ba? 7. Lên cho em xả 7, 85.000 một cái. Nhớ cho em là tay và cổ nó pha lông thỏ, đẹp dã man luôn ạ. Hàng 135.000 với 138.000 đây, xả cho các chị em mình 85.000 luôn. Mã là mã xả 7 cho em nhá. Cái này từ 40 cân đến 65 cân đang mặc ok cho em luôn mã này. Được chưa? 40 đến 65 cân đều mặc được. Thắm Vũ không giấu có GT4 rồi. Cho chị Nguyễn Tĩnh một cái GT4 này. Nguyễn Tĩnh có luôn GT4. Cái này comment cho em là mã xả 7 cho em nhá. Ui dồi ôi, cái trường trước bán nhỉ. Kinh khủng luôn mã này. Đến lúc khách nhận hàng cứ ra ngơi chất đẹp quá. Thề luôn rồi, các chị sướng dã man luôn. 40 cân đến 65 cân vẫn đang mặc được cho em mã này nhá. Đấy chưa, có ba cái khuy đằng trước này đẹp dã man luôn. Giá để cho các chị có 85.000 nốt thôi. Lên cho em đó là mã xả 7 đúng không ạ? Xả 7 giá 85.000. Thế thôi em ạ. Không nhường trước, không trước mà bao nhiêu cái ôm dạng hết luôn. Xả 7 cho chị Nhung Dương một cái, cho chị Gia Linh một cái, cho chị Dương Đặng không giấu một cái, cho chị Thu Hòa một cái, cho Dịu El Nino một cái, cho Phương Thảo một cái. Phương Thảo có luôn một cái này. Comment vào đấy cho em là mã xả 7 giúp em nha, các chị xả 7 cho em. Nghe chưa, xả 7 ở đấy cho em. Thu Hòa có rồi chị ơi. Em còn quần nỉ trẻ em không? Hình như là chỉ còn lẻ tẻ thôi chị ạ. Xả 7 cho chị Phạm Phương không giấu một cái. Phạm Phương không giấu có luôn. Áo này chị nhận được rồi, chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Luyện. Thật sự luôn, chị nào nhận hàng này mà khi các chị báo em còn không nhớ được là mã nào luôn. Cứ ra ngơi cái cổ bẻ một pha trắng lông thỏ ấy. Áo len đấy chất đẹp quá. Đến hôm nay bắt đầu, hôm trước là hôm qua có chị gọi điện để mới nhớ ra là cái mã này. Chị cứ bảo em là cái cổ nó màu trắng pha lông với tay của nó cũng màu trắng ấy. Mà em không định hình ra là mã này luôn. Cho chị xả 7, cho chị Nguyễn Hà một cái. Cho chị Thu Huyền đầy đủ dấu một cái. Thu Huyền đầy đủ dấu có luôn. Nguyễn Hà có, cho chị Hà Vi Nguyễn một cái xả 7. Hà Vi Nguyễn có luôn xả 7 này. Mã nào mình chưa được xả 7 mình lên cho em nhé. 85.000 một cái thôi. Xả 7 cho em ạ. Một cái là cái chất của nó siêu mê luôn. Hà Vi Nguyễn có, cho Phạm Thu có luôn xả 7. Trương Kim Anh một cái xả 7.
Phạm Thu có, Trương Kim Anh có nhá. Lên áo gió lóc lông đi, vừa lên xong đấy chị. Là chưa còn chị nào mình chưa được xả bẩy nữa. Mình lên cho em xả bẩy. Cho chị Lưu Thiện một cái xả bẩy. Lưu Thiện có xả bẩy, Nguyễn Hà có rồi, Hà Vi Nguyễn có rồi. Cho chị Hiếu Hoàng một cái xả bẩy, Lương Hồng một cái xả bẩy. Lương Hồng có luôn, Hằng Nguyễn không giấu một cái xả bẩy. Hằng Nguyễn không giấu có xả bẩy luôn ạ. Bác nào chưa được nữa mình lên giúp em xả bẩy cho em qua mã luôn, lên Z được các chị em mình này. Cho chị Vị Đắng sô cô la một cái xả bẩy. Vị Đắng sô cô la một cái, hàng em toàn nguyên cục, đẹp lắm luôn. Nó không phải hàng xưởng. Hàng xưởng người ta chỉ bó dây thôi, hàng này của em trong túi này nguyên, đó là hàng Quảng Châu mà. Được chưa? Cho chị Vị Đắng sô cô la một cái. Cho Phúc Hưng không giấu hai cái. Phúc Hưng không giấu hai cái đấy. Cho chị Thu Huyền đầy đủ giấu có rồi chị ơi. Hằng Nguyễn không giấu có rồi ạ. À? Mới nhận hàng nhà Giang này, mua hàng nhà Giang chưa làm mình thất vọng. Em cảm ơn chị Nguyễn Trang. Cảm ơn chị nhiều nhá. Hằng Nguyễn không giấu có rồi, em còn phao đấy chị. Bác nào mình chưa được nữa mình lên cho em xả bẩy cho em. Hằng Nguyễn không, à quên, Hằng Huyền. Hằng Huyền không giấu có xả bẩy rồi chị ơi. Hằng Huyền không giấu có xả bẩy nhá. Các lên cho các chị em mình dép. Dép này là 19.000 một đôi. 19.000 một đôi dép này cho các chị em mình này. Không chọn màu đâu. Em nói luôn, bác nào mình thích thì mình mua cho em thôi. Được chưa, dép thì em các chị mua về được các chị em mình đánh giá là cái đế này của nó rất là dày và chắc. Đi rất là thích luôn. K39 cho Phạm Thu hai cái. À, áo gió lóc lông bao nhiêu thế? Bác ơi tùy từng mã. Mã vừa là em thanh lý có 113.000 một cái mà. Cái này lên cho em là dép kèm theo số lượng 19.000 một đôi nha các chị. Dép kèm theo số lượng cho em 19.000 một đôi cho các chị em mình. Rồi chưa, đây các chị nhìn cho em này. Có chị bảo chị mua là chị mua 100.000 được 5 đôi, cũng mua trên livestream. Nhưng phí ship của người ta là 38.000. Về đến chị là 38.000 các chị chia ra. Ship nhà em lấy các chị có 30.000 đôi, đồng giá ship 30.000 là ship COD. Đúng ạ, mà em bán là 19.000 một đôi, khi các chị mua 5 đôi đã rẻ hơn được 5.000 rồi. 5 đôi nhà em mới là bao nhiêu? 95.000 đúng không ba? 19.000 một đôi. Là 5 đôi là 95.000. Mà trong khi đấy ship nhà em có 30.000, các chị đã thấy rẻ hơn bao nhiêu rồi. Các chị mua 100.000 thật sự luôn đã rẻ hơn được hàng mười mấy nghìn rồi. Đúng không ạ? Rẻ hơn được cho con mình một giây sữa rồi, chả có tội gì cả hết. Nên em đã khẳng định rồi, kể cả ít nhiều gì em vẫn bán rẻ hơn được những chỗ khác luôn. Nó không rẻ hơn được nhiều, những cái sản phẩm rẻ nó không rẻ hơn được nhiều, cũng rẻ hơn được 1-2 nghìn rồi. Đúng không các chị? Chứ chưa nói đến có những cái áo em rẻ hơn cả mấy chục nghìn so với giá của người ta luôn. Lên giúp em là dép kèm theo số lượng đôi cho em nhá. Không chọn màu đâu, 19.000 một đôi cho các chị em mình. Được chưa? Hai đôi thì hai màu, mà ba đôi thì ba màu, mà bốn đôi thì bốn màu cho các chị em mình thôi. Được chưa? Các màu cho các chị em mình. Đấy. Lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Em thì em toàn đi dép này thôi, em còn đi cả ra ngoài luôn ấy. Chứ em không phải là chỉ đi ở nhà luôn, đẹp nhỉ, hình như mắt mắt này. Comment vào đấy cho em là dép kèm theo số lượng đôi nhá, 19.000 một đôi. Rồi em chốt luôn dép cho các chị em mình. Cho chị Dương Hoài ba đôi, Đặng Thị Nga hai đôi. Đặng Thị Nga có luôn hai đôi này. Ở lên cho em là dép cho chị Hà Thị Loan một đôi. Xả bẩy thêm một cái ở chị Hà Vi Nguyễn này. Ok, chị Hà Vi Nguyễn có thêm xả bẩy. Cho Trang Nhím hai đôi, Thu Hiền hai đôi, Xìn Xú Cửa Nguồn năm đôi, Hậu Vũ Thị bốn đôi, Nguyễn Thu Na hai đôi. Dép hai đôi cho chị Trần Nhỏ. Trần Nhỏ có luôn hai đôi này. Cho chị Vịt Con hai đôi. Vịt Con có luôn hai đôi này. Hai đôi dép cộng xả bẩy cho chị Lưu Thiện. Ok, chị Lưu Thiện. Cho chị Thanh Hà một đôi, Phạm Thị Hiền hai đôi. Phạm Thị Hiền có luôn hai đôi này. Lý Kiều Oanh ba đôi, Phương Thảo hai đôi. Phương Thảo có hai đôi dép bốn đôn rồi. Đôi về tối qua chị Huệ Nguyễn không giấu, nhắn tin vào đấy cho các bạn ấy nhặt cho. Cho chị Hương Sakura hai đôi. Hương Sakura có luôn hai đôi này. Comment giúp em là dép kèm theo số lượng đôi cho em nha. Cho chị Nguyễn Trang đầy đủ dấu hai đôi. Nguyễn Trang hai đôi này, Nguyễn Trang không ảnh đại diện đấy. Dép cho chị Kim Anh một đôi. Kim Anh có luôn một đôi này. Cho chị Nguyễn Tĩnh năm đôi, 19.000 một đôi ạ. Nguyễn Tĩnh có 5 đôi, Thanh Nhàn Nguyễn 2 đôi. Thanh Nhàn Nguyễn có luôn 2 đôi này, lên giúp em là dép kèm theo số lượng đôi vào đấy cho em nha mọi người. 19.000 một đôi, em lại để lại thêm đôi này em đi. Cho Phạm Thu 2 đôi, cho Dịu En Nino 1 đôi. Dịu En Nino 1 đôi, cho chị Minh Nguyễn không giấu 2 đôi. Minh Nguyễn không giấu 2 đôi này. Tất cả các chị có đơn nhắn tin cho em địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn đấy. Chốt được nhiều đơn hôm qua chưa? Tối qua chưa em? Còn màu khác không? Mẫu xả bẩy cho chị Thu Huyền hai đôi dép. Mẫu xả bẩy em còn ít màu đen này này chị này, đúng không? Xả bẩy em còn ít màu đen, bác lên cho em là xả 8 cũng 85.000. À đúng không? Đúng không? Lời cho em còn ít màu đen này. Màu đen này như còn chưa được lên lần nào ấy đúng không?
màu đen này còn chưa lên lần nào luôn. Mới lên khi mà em bán 135.000 thì em mới lên màu đen thôi. Còn lúc em xả em chưa hề lên một cái nào màu đen giá 85.000. Lần đầu tiên luôn đấy ạ. Các chị em mình từ 40 cân đến 65 cân mã xả 8, giá 85.000 cho các chị em mình. Xả 8 giá 85.000 và số lượng nó không có nhiều đâu. Em chủ yếu em còn cái màu da đấy thôi. Chứ còn màu này em đâu có còn mấy đâu, hàng nó hàng đắt đấy các chị. Xả cho các chị em mình mã xả 8 là giá 85.000 nhá. 4 đôi cho chị Nguyễn Thị Phúc có luôn 4 đôi dép này. Cho chị Nhất Nhi 5 đôi dép. Phạm Thu có 2 đôi rồi. Cho chị Cà Phê Sam 1 đôi dép. Đặng Hải Ngân 4 đôi dép. Đặng Hải Ngân có luôn 4 đôi này. Xả 8 chị Phạm Phương không giấu 1 cái. Cho chị Nhung Dương 1 cái. Diệp Nguyễn không giấu 1 cái. Cho chị Phúc Hưng không giấu 1 cái. Đặng Hằng 1 cái. Phúc Hưng có, Đặng Hằng có. Áo em đang mặc có hàng đó là mã A148.000 đấy, nhưng mà hết hàng rồi. Em lên rồi nhá, 48.000 em lên hết rồi. Xả 6 còn không, xả 6 là mã gì nhỉ? 65.000. Xả 6 em còn hàng chị ơi. Chị Nhất Nhi có 5 đôi rồi. Xả 8 bao nhiêu? Xả 8 này 85.000 chị được. À chị à, có chị xả 7. Mỗi cái một màu nhé chị Hà Vi Nguyễn. Hà Vi Nguyễn chị lên cho em mã này mã xả 8 đi. Dung Đỗ có luôn một cái một đôi dép này. Hà Vi Nguyễn thêm cho chị một cái này vào là mã xả 8 này, thêm màu này. Còn có mấy cái xả 8 thôi. Cho chị xem lại dép đây bác ơi, dép này. Nó là dép đi trong nhà ấy mà chị. 19.000 một đôi. Đây em lại vừa để lại một đôi này nữa em đi đây này. Đó em lại vừa để lại một đôi này nữa em đi. Vì đi nó rất là thích luôn mà nó tiện. Em thì toàn đi dép này thôi, đâu phải đi trong nhà, em đi khắp nơi. Em đi chơi quanh quanh đây này, rồi là đi chợ, đi trước, đi gội đầu, gội trước, em toàn đi dép này thôi. Rồi chị ạ, comment vào đấy cho em nó là dép kèm theo số lượng giá là 19.000 một đôi nhá. 19.000 một đôi cho các chị em mình. Chị Giang lên quần, quần em mặc em lên rồi, hết hàng rồi chị ơi, không còn. Hết rồi, chán lắm, buồn lắm, nó có ít hàng lắm. Lên à, cho chị đôi bốt size 37 à, bốt chị lên cho em là mã B1. Bốt này chị lên giúp em là B1 kèm theo size từ 35 đến 39. Đây chưa, cho vợ cốc nước vừa nãy rồi nhé. Cho chị em khát quá. Đơn tối qua nhân viên vẫn đang chốt chị ơi. Chị cứ nhắn tin vào các bạn ấy đang chốt nhá. Bốt lưới là mã B1. Rồi phao này. Phao lên cho chị cái màu vàng hoa cúc cho em này. À, mã rút dây eo, mã rút dây eo hết hàng rồi, làm gì còn nữa mà lên này em, không còn nữa đâu nhá. Hàng hàng nhập vào 180.000, xả có 139.000, bảo sao các chị không hỏi. Rồi lên cho các chị em mình một mã phao này. Được chưa ạ? Phao này 135.000. Màu đẹp luôn. Dép cho chị Kem Ly 5 đôi. Dép cho Trương Thị Kiều Oanh 1 đôi. Dép em không chọn màu đâu. Chọn màu đôi dép em bán 19.000 đôi dép em còn ngồi cho các chị chọn màu nữa. Thì thôi, em làm luôn cái bị ra đầu đường kia em ăn xin còn sướng hơn ạ. Nhớ, dép em không có chọn màu. 19.000 đôi dép ai cho các chị chọn màu ạ? À? Các chị chọn màu thì các chị ra chợ mà các chị mua 35.000 một đôi cho nó nhanh. Rồi, phao này lên là ca mấy đây ta? 135.000 một cái. Ca đâu nhỉ? Ca có chưa? Chưa có ca hả? Thế luôn cho vào luôn vào dòng GT đi. Lên cho em là GT5. 135.000 một cái áo phao này, 40 đến 60 cân đều mặc thoải mái cho em. Mũ không thích có thể tháo rời cho em thoải mái nhá. 135.000 một cái lên cho em mã GT5. 40 đến 60 cân các chị mặc thoải mái ok luôn cho em này, màu cũng đẹp luôn. GT5 cho em mà em có tầm khoảng hơn 20 cái là hết hàng. Quần lên tăm hết hàng chị ơi. À, chị có để xỉ không? Chị chỉ xỉ số lượng lớn thôi em ơi, chị không xỉ số lượng nhỏ nhá. Đừng vào bảo có xỉ không, xỉ xong quay ra lấy 50 cái, 60 cái em không có đổ xỉ đâu ạ. À. Em nói luôn em xỉ số lượng lớn. Một mẫu em xỉ số lượng từ 200 chiếc trở lên là hàng đóng đi, còn nếu như các chị qua nhà, em đóng các chị qua nhà các chị lấy từ 10 mã, mỗi một mã là 30 cái trở lên. Nhá, chị em không xỉ số lượng nhỏ. Được chưa ạ? Rồi GT5 mà chị Thế Trường Nguyễn không giấu một cái. GT5 cho Nguyệt Ngô một cái. Cho Nana Trần 3 cái. Nana Trần 3 cái GT5. GT5 cho Dương Hoài 1 cái. GT5 cho chị Nguyễn Thanh Tâm 1 cái.
Nguyễn Thanh Tâm có GT5 luôn, thế trường Nguyễn có rồi mình ơi. Tất dứa em mới hết hàng chị ạ. Tất dứa em mới hết tối qua xong. GT5 cho Hương Sakura một cái 40 đến 60 cân mà thoải mái. Hương Sakura có luôn này. Còn chị nào mình chưa được mình lên cho em GT5 cho Phạm Thị Hiền một cái. Phạm Thị Hiền có luôn này. Cho chị Vi Phương 5 đôi dép. Ok chị Vi Phương 5 đôi dép mã áo này là mã GT5 Nguyễn Thanh Tâm có rồi chị ơi. GT5 mà chị Thu Trần không giấu một cái. Nguyễn Thanh Tâm có rồi, Thu Trần không giấu có rồi. Còn bác nào mình chưa được phao nhăn cho các chị em mình. Giờ và mềm lắm luôn, lịm tim luôn, siêu ấm. Có 135.000 cái thôi. Chị Dương Đặng không giấu có rồi chị ơi. Thu Trần không giấu có rồi, Dương Đặng có GT5, Thảo Nguyên có GT5 luôn. Ok chị Thảo Nguyên có GT5 nha. Cho chị Hạnh Nguyễn một cái GT5. Cho chị Kiên Phúc Nguyễn một cái GT5. Kiên Phúc Nguyễn có, Thảo Nguyên có rồi nhá. Hôm nay em nhận được áo rồi, đẹp lắm chị. Cảm ơn Kiều My nhiều. Cảm ơn mình nhiều nha mình ơi. Rồi còn chị nào mình chưa được GT5 mình lên vào đấy cho em GT5 giúp em nha. Qua mã cho các chị em mình. Lên cái gì nữa ta. B1 size 38 mà chị Phương Linh một đôi, ok bác. GT5 mà chị Phương Thanh một cái. Còn mấy cái GT5 nữa bác? 10 cái. GT5 chị Phương Thanh có nhé. B1 size 36 và bốc da mã bao nhiêu chị một đôi size 36? Ok chị Hiếu Hoàng. Bốc da thì nó là cái mã gọi là mã M1. Nhưng mà thôi em chốt luôn cho chị rồi, chị lấy hai đôi đều size 36 hết đúng không? Hai mã nhớ chị Hiếu Hoàng đấy. Cho chị một ít cái hàng lót lông mà chị Thanh Lý 139.000 còn không? Đằng sau ba đây đưa đây cho vợ luôn. B1 ừ. Còn mấy cái lên luôn cho các chị. B1 size 35 mà chị Bắc Nguyễn một đôi. Ok chị Bắc Nguyễn. B1 là 225.000 một đôi chị ơi. Nó là cái đôi bóp hôm em đi, em có chụp ảnh rồi. Em đã có áp ảnh cho các chị em mình rồi đấy. Lên cho các chị em mình một chút những cái mã này nhá. Còn đâu có mấy cái thôi. Cái này lên comment nhanh cho em là K10. Đợi chỗ đây nó có mã lên trên này mà. Dán mã lên cho K10 để kỷ niệm cho các chị em mình 136.000 một cái lót lông bên trong. 40 cân đến 65 cân, mỗi chỉ được một cái thôi, còn có 3 cái hết hàng. Không nhận thêm đơn xỉ nhá. B1 size 37 cho chị Kiên Phúc Nguyễn. Kiên Phúc Nguyễn có luôn B1 size 37 rồi. Đợi chợ nhớ cho em có cả cúp ấm hàng 195.000, thanh lý 136.000. Cái này cho các chị em mình lên cho em là K10. Đợi chợ từ 40 cân đến 65 cân mà cho em ok. Có 3 cái thôi. Nên chị em nào mình nhanh tay thì mình được, còn mình chậm tay thì mình hết. Hàng này không còn hàng để đóng xỉ, không nhận thêm bất cứ một đơn xỉ nào nữa nhá. Hết là em hết hẳn luôn, em còn có 3 cái thôi. Lên luôn giúp em mã này là mã K10. K10 cho em ạ. K10 cho Trương Thị Kiều Anh một cái. Chị có một đơn này à, chuyển khoản một tuần rồi mà chưa nhận được hàng Giang ơi. Chị gọi cho em vào số đuôi 838 bảo các bạn ấy kiểm tra cho chị nhá. K10 cho em ạ. K10 cho Quỳnh Như một cái. K10 em còn một cái. K10 cho chị Nguyễn Tĩnh một cái. Hết luôn K10. Hết luôn K10 nha các chị. Màu này thì đẹp, siêu siêu đẹp luôn, 139.000. Lên cho em mã này là mã K8. Em còn được một cái. Còn được đúng một cái, lên cho em K8. Một cái duy nhất thôi ạ. Nói chuyện màu đẹp nhờ. Không biết của chị nào hôm qua không nhắn tin địa chỉ số điện thoại đây này. Rồi thức, tay nhanh hơn não. Tranh cướp xong địa chỉ số điện thoại không nhắn tin. Vì màu này có 5 cái chứ đâu có nhiều nhặn gì đâu đúng không. Đấy là bao nhiêu khách comment K8 không được. Phải đến tầm 100 chị comment K8 không được. Em còn được một cái lên cho em K8. Có mỗi cái thôi 139.000 nhá. K8 là 139.000. K8 cho em ạ. K8. K10 em không còn, K8 mà chị Duyên Hoàng không giấu. Hết luôn K8. Màu xanh này lên comment vào đây cho em luôn là K6 á. Lên cho em là K6 em còn được 2 cái, 139.000. K6 cho em nhé, em còn được có 2 cái thôi. Hàng này em không nhận thêm đơn xỉ và không nhận thêm bất cứ một chị nào chốt ngoài nữa đâu. Vì là em hết hàng rồi. Đây còn mấy cái này là lên nốt cho các chị em mình thôi. Vì hàng của em nhập vào 180.000 rồi. K6 cho em nhé, 139.000 còn được 2 cái. K6 cho em ạ. Còn có 2 cái rồi, toàn bộ bên trong của em lót lông cừu hết. Lót lông cừu cho các bác mình hết luôn cho em. Hàng này các chị nhận hàng còn, ôi dồi ôi Giang ơi, sao mà rẻ thế. Vì khi em bán 195.000 các chị còn chẳng chê một lời nào luôn. Các chị vẫn mua quá nhiều, em bán 195.000 một buổi live em cũng bán được nhiều lắm.
Đây còn hai cái 139.000 mã K6. K6 cho em ạ, K8 không còn. K6 cho Nguyễn Thanh Tâm một cái. K6 cho Duyên Hoàng không giấu một cái hết luôn K6. Giờ chợ màu vàng này lên cho em là K2. K2 cho em này. Em còn được hai cái, lên cho em là K2 cho em nhá. Em không bóc ra nữa, giống cái màu xanh đấy nhưng nó là màu vàng. Pha sọc kem đây ạ. K2 cho em ạ. Còn hai cái 139 138.000. Màu vàng này là 138.000 mã K2. K2 cho em luôn. K8 không còn, lên giúp em K2. K2 cho chị Tươi Phạm không giấu một cái. K2 Tươi Phạm không giấu một cái. K2 cho Thanh Hà một cái hết hàng. Ok, Thanh Hà một cái. Màu này là màu hồng tím, em còn được hai cái, lên comment đấy cho em luôn là K1. Rồi chợ lên giúp em là K1 138.000, màu đẹp luôn, lót lông cừu bên trong này. K1 138.000. Có hai cái thôi, không có đến cái thứ ba đâu nha, chỉ có duy nhất hai cái. Lên comment cho em K1 giá 138.000. Nhờ chợ K1 giá 138.000, đẹp dã man luôn. Thật sự với các chị em mình nó như một cái chăn cho các chị em mình luôn. Bao các chị em mình gọi là nó quá đẹp luôn ấy, không phải là đẹp bình thường nữa luôn. Tướng lắm hàng này. Em bán 195.000 các chị cũng khen rất là nhiều luôn đấy. K1 cho em ạ. K1 cho em nhá. K2 em không còn, màu nào cũng đẹp vì nó còn ít thôi. K1 cho em các chị ơi. K1 cho chị Hạ Nhiên một cái. Hạ Nhiên có luôn K1 này. Mã GT4 113 còn không? Còn chị Duyên Hoàng ơi. Chị lấy chị lên cho em là GT4. Chị lấy chị lên giúp em GT4 cho em. K1 cho chị Lê Hạnh đầy đủ dấu một cái hết hàng. K1 chị Lê Hạnh có luôn này. Màu này còn được một chiếc. Lên cho em là... Thôi cái màu này em để lại em mặc này. Màu này em để lại em mặc một cái này. Vì chuẩn bị hôm nay mấy nữa lại đi phượt bằng xe máy này. Phải có cái đấy mặc cho ấm. Đâu rồi, còn mã nào còn đây, còn được hai cái này, K mấy đây? Cái này lên cho em là K9. Ui dồi ôi, đẹp thế. 139.000 mã K9 còn được hai cái. Hàng này các chị mà không chốt được thì quá phí luôn. Em không nhận thêm một chị nào đơn sỉ đâu. Lựa chọn lên cho em mã này là K9. 139.000 còn được hai cái. K9 này 139.000. Ui bom. Thì hôm nay tôi cho nó uống cái nhiều tỏi. Vâng. Tự há mồm uống đó. Tha xong là uống vào. Ngoan quá, thế là há uống. Khó là chịu lắm nhưng vẫn K9 cho em nha, các chị thích nịnh mà. Thích nhẹ nhàng, bố nó giống bố nó. Không thích gượng ép. K9 cho em ạ, có hai cái thôi, 139.000. K9 giúp em nhé, K9 cho Nana Trần một cái. Cho Duyên Hoàng không giấu một cái hết luôn K9. Nana Trần một cái, Duyên Hoàng không giấu một cái hết K9 luôn. Em hết K9 rồi đấy các chị, chả còn nữa đâu. Chị nào vừa nãy hỏi, bác ca em còn em này 250.000. Bác nào mình lấy mình lên cho em là VIP 1, còn có mỗi cái. Được chưa, bác ca này là 250.000 nhá, lót lông cừu bên trong đây các chị nhìn cho em. Nhớ cho em hàng này. Hàng này bây giờ em muốn nhập về để bán mà không có nữa luôn. Vì khi khách nhận được hàng quá nhiều chị muốn lấy thêm. Thậm chí có những chị bảo Giang ơi bây giờ để cho chị 5 cái. Chị lấy về công ty chị, các chị thích quá. Mà có hàng đâu để mà bán, còn có mỗi một cái này. Lựa chọn nhớ cho em hàng này đây các chị nhìn cho em này. Hớt và tôm nhá, rút dây đây các chị nhìn cho em, rút cho em hai dây bên cạnh này này. Lựa chọn bên trong của em toàn bộ này. Lót lông cừu cho các chị luôn. 250.000. Lựa chọn số lượng em không còn nhiều, nhìn kỹ cho em nha các chị. Nhìn cho em này, mê mẩn luôn. Cái này từ tầm khoảng 40 cân nếu các chị em mình 5, 6, 5, 7 mà thoải mái cho em đẹp luôn. Còn có mỗi cái thôi, lên cho em VIP 1. VIP 1 cho em nhà 250.000. VIP 1 cho em ạ, K9 không còn. VIP 1 cho em. VIP 1 cho chị Kim Dung Lê, hết sạch hàng luôn không còn. VIP 1 của chị Kim Dung Lê luôn rồi. Đó, nó đâu có hàng đâu, các chị không còn nữa đâu. Nào cái này kỷ niệm cho mỗi chị một cái luôn. Cái này liệu còn nữa không em? Hàng này thì hơi nặng. Cái này chỉ kỷ niệm bao nhiêu. Em nói luôn thật sự luôn với các chị em mình nhá. Không ăn đủ các chị em mình 500 một hào nào. Em bán cho các chị 139.000. Lựa chọn đây còn mấy cái này xin phép kỷ niệm cho các chị em mình 106.000 một cái. Giá này giá kỷ niệm. Lên comment vào đây cho em mã này là mã GT mấy rồi đây ba. Cái này nha các chị, hàng này đẹp lắm luôn, nó mịn như nhung ấy. Cái này 40 cân đến 65 cân tay bồng ấy này. Lựa chọn nó gọi là nhung nha các chị, nhung ép, đẹp lắm luôn. Lên comment cho em mã này là 106.000, mã là mã GT mấy thôi? GT6. GT6 cho em này 106.000 một cái. Tay bồng nhá, em còn có mấy cái này là em hết thôi. GT6 cho em hàng này hot lắm luôn mà. Thôi, cho đi nốt cho các chị em mình luôn đi. Cho đỡ phải ôm ra ôm vào cho nó nặng ra. Hàng này các bác mình nhận được hàng này các chị còn khen tới tấp nữa luôn. Chất nó quá đẹp luôn.
GT6 cho chị Nguyệt Ngô một cái. Cho chị Hạ Nhiên một đôi dép. Ok chị Hạ Nhiên. Nguyệt Ngô có GT6. Phương Thanh có GT6. Thu Hương Nguyễn có luôn một cái GT6. Thu Hương Nguyễn GT6. Hà Vi Nguyễn có GT6. À, đơn tối qua nhân viên vẫn đang chốt chị ơi. Còn một cái GT6 nữa là em hết hàng. 106.000 đô. Hà Vi Nguyễn có rồi chị ơi. Em còn một cái GT6 nhá. Còn một chiếc GT6. Bác nào mình lấy mình lên cho em GT6. Xem cái gì tiếp nữa ta. Đây là chị mã quần kia còn size gì đấy chị lên. Cho chị một đôi bốt size 38. Chị lên giúp em là B1 kèm size chị ơi. B1 kèm theo size 225.000 một đôi. GT6 cho chị Tươi Nguyễn không giấu một cái. GT6 chị Tươi Nguyễn không giấu được một cái là em hết luôn GT6 nữa. Em không còn GT6 nữa đâu. Hết. Nhiều mã quá chả biết lên cho chị em mình. Cho vợ cái đấy lên nốt mã quần bò này. B1 size 38 mà chị Phạm Phương không giấu. Cho chị xem lại xả 6 đi. Xả 6 là mã gì? Xả 6 là áo này mà. Xả 6 này chị xem lại cho em like nào. Lên hôm qua lên rồi. Nhớ nó là hàng tăm lông thỏ của em. Cái này size bao nhiêu? Là chưa ạ? Lên cho các chị em mình một chút quần bò size đại. Còn đủ size không em? Nhìn nó chị sẽ lấy kia bao tiền đấy? Đủ 110. Quy mấy? Quy 3. Lên giúp em là quy 3 kèm theo size 115.000 một con quần bò này cho các chị em mình luôn. Được chưa? Size 29, 30, 31 và 32. Size 29 là từ 50 đến dưới 55 cân. Được chưa? Size 30 là từ 55 cân đến độ 58 cân. Size 31 là từ tầm ở trên 58 cân đến tầm khoảng 61 cân cho em. 61, 62 cân. Còn size 32 là từ 62 đến tầm 65, 66 cân cho em đều mặc ok. 115.000 một quần. Lên giúp em là Q3 kèm theo size 29, 30, 31 và 32. Giá có 115.000 một quần thôi. Được chưa? Nhớ cho em nhé. 29 là các chị em mình từ 50 đến dưới 55. 30 là từ 55 đến 58. Được chưa? 31 là từ trên 58 đến tầm khoảng dưới 62. Còn size 32 là từ 62 đến 65, 66 cân cho em. 115.000 một quần. À ngày kể cả các chị em mình bán xốp cho em quá là ngon lành tuyệt vời luôn cho em nhá. Comment vào đấy cho em là Q3 kèm theo size 29 đến 32. 115.000 một cái quần bò. Ô em thề với các chị em mình luôn. Nhiều khi mình còn chẳng nghĩ được rằng là chẳng hiểu tại sao mình lại chốt bán được. Rồi Q3 size 31 là chị Phạm Hiến. 30 là chị Nguyệt Ngô. GT4 là chị Duyên Hoàng 3 cái. Ok chị Duyên Hoàng nhá. Ok chị Duyên Hoàng 3 cái GT4 này. Này Duyên Hoàng. Ok chị Duyên Hoàng. Phạm Hiến có 31 rồi. 29 là chị Quỳnh Như. Cái đôi bốt lưới của em là 225.000 chị ơi. Size 30 cho chị Gia Linh một cái. Size 30 cho chị Cà Phê Sam. Cà Phê Sam có luôn size 30. Q3 kèm theo size giúp em nhé. 29 cho chị Nguyễn Thanh Tâm. 29 cho chị Thu Hòa. Size 32 cho chị Kim Ngân một quần. Được chưa? Size 30, 31, 32 cho Phúc Hưng. 30, 31 và 32 cho Phúc Hưng. Một chiếc 30, hai chiếc 31, hai chiếc 32 cho chị Nana Trần. Ok chị Nana Trần này. 32 cho chị Đặng Hằng một cái. Hiếm lắm mới có quần này luôn ạ. 32 cho Đặng Hằng. 31 cho chị Nhung Dương. Q3 kèm theo size giúp em ạ. Thu Hòa có 39, 29 rồi chị ơi. Bác nào mình chưa được mình lên giúp em Q3 kèm theo size nhá. Size 31 cho Phạm Thu. GT4, GT4 thì các chị em mình từ 38, 39 đến dưới 60 cân mặc thoải mái cho em luôn. Hàng em bán 135 ấy mà em kỷ niệm là 113.000 thôi. Phạm Thu có size 31 rồi. Q3 kèm size cho em ạ. Thu Hòa có 29 rồi chị nhá. 115.000 một quần cho các chị em mình. GT4 mới là kỷ niệm 113 ông ơi. Q3 115.000 đúng không ạ? Q3 size 29 cho Lý Kiều Anh. Đôi bốt này chị lên cho em là mã B1 kèm size chị ơi. B1 kèm theo size từ size 35 đến 39. Q3 size 30 cho chị Kim Chi Nguyễn. Ok size 30 chị Kim Chi Nguyễn có luôn ạ.
chị Hà Nguyễn ơi, chị lên giúp em là B1 kèm theo size vào đấy cho em Lý Kiều Anh có 39 à 29 rồi. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên giúp em nha. Hôm nay là thứ mấy? Cho vợ cái màu nâu đằng sau chồng đấy, vợ lên có chị nào chốt không? Em nhận được áo rồi, đẹp lắm, cảm ơn Thúy Thúy xấu xấu. Nhưng mà chị thấy em lấy hơi nhiều, em lấy để em bán à hay như nào? Em lấy để em bán hay như nào đấy? Ừ, phân size cho vợ. Khoa ơi, cái file sáng nay đi là bao nhiêu đơn? À, chị Dương Đặng có được GT5 rồi thì phải. Hai file cơ mày. Ba trăm bảy mươi bốn. Đây mới đi được có 339 đơn thôi. Ôi giời ơi. Khiếp Thảo đăng Facebook em có ai bán ví cầm tay 3-4 triệu. Ví thế quần tay của Nam kinh. Chắc mua cho thằng kia rồi. Nó có xe là nó phải có mai bếp. Nó mặn thế nó phải giống của anh. Giang mua xe ô tô đẹp nhỉ? Dạ vâng chị ơi, cố chị ạ. Em cố để em mua cái đấy. Mua đi cho nó thích, làm để phục vụ mình mà. Rồi màu này đẹp dã man luôn này. Nói chuyện đó là cái màu nâu tây nha các chị. Ủi ôi đẹp thế. Ô em ơi, thôi để lại một cái màu này đi, sang dã man luôn. Em có hai size ML. M cho các chị em mình 40 đến dưới 50 cân. Được chưa ạ? Ba ơi, cái màu bên dưới kia nó khác kìa, ba có nhìn thấy không ba? Khác á? Đúng. Phải khác không? Khác. À đúng à. Không mắt hình mờ à. Đã trợ 75.000 một cái, lên cho em mã xả mấy thôi. Xả 8. Lên cho em là xả 9 kèm theo size ML giúp em nhé. Con này chưa cần phải đóng cúc, chưa cần bấm cúc đã đẹp rồi. Đấy các chị nhìn cho em form này. Thật sự với các chị em mình quá đẹp luôn. Được chưa? Dưới 50 cân mặc cho em size M, 50 đến 62 cân mặc cho em size L. Nó chợ bán cho các chị em mình là 75.000 một cái. Mình lên giúp em là mã xả 9 kèm size nhá. Xả 9 kèm size cho em thấy quá đẹp luôn ạ. Đây là hàng ngon bổ rẻ cho các chị em mình. Em bán 129.000 trước. Đúng không ạ? Bán 129.000 đấy. Đây giờ thanh lý có 75.000 một cái. Lỗ chổng hết cả vó lên rồi. Chổng hết cả phao câu lên trời rồi đấy. Được chưa? Dưới 50 cân mặc cho em size M nhá. Từ 50 đến 62 cân mặc L. Xả 9 2M 2L đó chị Duyên Hoàng. Ok 2M 2L đó chị Duyên Hoàng. Size L đó chị Tươi Phạm. Size M cho bác Nguyễn. M cho bác Nguyễn, L cho chị Nguyệt Ngô. L cho Nguyệt Ngô, L cho chị Nhất Nhi. M cho Minh Nguyễn không giấu. M cho chị Vi Nguyên Phương. B1 size 38 mà chị Hà Nguyễn một đôi. Hiện tại em chỉ còn M là hết luôn. M cho Kiều Lê một cái. Hiện tại em chỉ còn M thôi. M cho chị Cà Phê Sam. M cho Sương Nguyễn không giấu. L chợ chốt dự bị cho Kim Ngân 1M 1L. Cái đấy màu đấy khác không ạ? Được chưa? Hiện tại em chỉ còn M thôi. M cho Trần Kim Huệ. M cho Hải Băng. M cho Thu Trần không giấu. M cho chị Hiên Hà. M cho Hiên Hà có luôn này. M cho Xìn Xú Cửa Nguồn. M cho chị Ham Chơi Hiền. Ham Chơi Hiền có luôn. M cho chị Gia Linh. Còn bác nào mình chưa được nữa mình lên giúp em là M cho em thôi. Hiên Hà có rồi, Trần Kim Huệ có rồi mình thôi. Xả 9 kèm size. M cho La Hảo. M cho La Hảo có luôn này. Bác nào mình chưa được nữa không? Hết mất L rồi. Còn mỗi M thôi, 75.000 một cái. Còn 3 cái size M là hết hàng. Em không còn đủ gì bác ơi. Em không còn đủ gì đâu, em không còn L đâu. Em còn mỗi M thôi. Em còn mỗi M thôi, 40 đến 50 mặc ok hết. Rồi tiếp tục nào, các bác mình muốn em lên gì không? Bác chồng đi đón con đi đây, để một mình đây tiên phục vụ vợ thôi. Chị Hiên Hà có rồi. Vừa lên vừa chơi với các chị em mình tí xíu. Đón thằng ấm anh về đi thôi. Vợ sang bên kia xem Thảo đâu. Bảo cần nấu nướng gì dọn gì không? Xong rồi chồng sang đấy. Mờ cho chị Huyền Chi một cái.
Xả chín xay mờ chị Huyền Chi hả? Ờ, chị bảo luôn á. Bảo rồi Thảo bảo luôn, Thảo Sơn nó bảo là chuyên này. Đây, em mình xem nhá, mặc cái này xem có bác là mình chốt không. Chờ em một chút thôi. Xong đơn chưa? Mấy giờ thì nghỉ? Em nghỉ bây giờ mà. Ôi trên tàu gì lên? Thì lên nhiều chưa? Hả? Thì lên lâu chưa? Lên lâu rồi, em chuẩn bị nghỉ rồi. Ok á. Ừ, lên được mấy trăm đơn rồi. Được chưa ạ? À? Đây, hôm trước các bác mình cứ hỏi mãi. Thì hôm nay em đã đặt hàng tay dài cho các chị em mình. Em nói luôn, con này các chị em mình mặc cho em thì quá đẹp luôn. Từ 38, 39 cân con này không lộ béo bụng, không lộ nội y luôn. Được chưa? Không lộ cho chị Hồng Cam một cái size M mã xả 9. Ok, bác Hồng Cam có size M xả 9 là hết M, hết mã xả 9 thôi. Đây các chị nhìn cho em này. Không cần suy nghĩ nhá. Được chưa? Chuẩn đẹp cho các chị em mình. Hàng này các chị em mình biết cộc tay em bán đã là 75.000 rồi. Đây tay dài bán cho các chị có 48.000 thôi. Lên giúp em mã này là mã A2. Từ 38 cân đến các chị em mình 60 cân đang mặc thoải mái. 48.000 một cái, lên giúp em là A2 nhá. A2 cho em quần em mặc hết hàng mất rồi. Quần em đang mặc lại cháy mất rồi, các chị chờ vài bữa nữa nhá. Xem lại like chốt. Dạ được chị ơi, dạ được chị ơi. Chị chốt thêm sản phẩm gì chị bảo nhân viên chốt thêm vào đấy cho. Lên cho em mã này là A2, 48.000 một cái. Và chưa, thật sự với các chị em mình, chị nào mình cũng nên mua vài cái mình mặc cho em đẹp lắm. Em phải để là em mặc luôn vì em hầu như là, thật sự với các chị em mình, riêng những cái mẫu này lúc nào ra ngoài em cũng mặc. Thật sự với các chị luôn là con này nó che khuyết điểm rất là tốt luôn. A2 cho chị Hiếu Hoàng hai cái. Cho chị Suli một cái. Cho chị Hoa Bằng Lăng một cái. Cho chị Duyên Hoàng một cái. Duyên Hoàng một cái, cho chị Kim Chi Nguyễn một cái. Cho Nguyễn Thị Liệu một cái. Cho Tính Trịnh Thị Tinh một cái. Cho Phạm Thị Hiền một cái. Phạm Thị Hiền có luôn. Cho Ngọc Anh Vũ một cái. Mi Phan Thị một cái. Diệp Nguyễn không gió một cái. Hường Thu có luôn một cái. Ngọc Anh Vũ có rồi, Hường Thu có. Cho chị Xuân Trần Thị một cái. Cho chị Lý Hà một cái, Thu Huyền một cái, Tường Vi một cái, Thanh Thanh một cái. Tường Vi có, Thanh Thanh có, Hoài Hoàng một cái. Hoài Hoàng một chiếc, Bùi Thị Ngân một cái. Nhím Anh một cái, 48.000 ạ. Nhím Anh có luôn một cái, Hoài Hoàng có rồi. Cho chị Hồng Cam một cái. Thu Huyền đầy đủ dấu một cái, Nguyễn Thoa một cái. Nguyễn Thoa một cái, cho bạn tên Thủy kia một cái, tên Thủy một cái, Kim Ngân một cái. Ngọc Hiền một cái. Được chưa? Hoài Hoàng thêm cả A1. Ok, Hoài Hoàng A1 là cái áo vừa nãy em mặc đấy. Thì em cứ để cho chị Hoài Hoàng một cái luôn. Thanh Thanh có rồi, cho chị Cẩm Tú một cái. Cho chị Thu Cao một cái. 48.000 chị ơi, Thu Cao một cái. Đừng comment số điện thoại trên này. Mặc rất là thích luôn. Thật sự luôn ạ, dòng này các chị mặc là các chị nghiện ngay. Ok, chị Hoài Hoàng rồi nhá. Còn bác nào mình chưa được ra ngơi, còn hai cái quần tất bé 17 cân không? Em không dám chắc là còn hay không ấy chị ạ. Cho chị La Hảo một cái. La Hảo có luôn A2 này. Bác nào mình chưa được nữa mình lên cho em A2. Đếm chị bao nhiêu cái này? Áng chừng 40 sao? A2 cho chị Dung Lê một cái. Dung Lê có A2, Nguyễn Thoa có rồi, Kim Ngân có rồi mình ơi. Lên đồ bộ thêm bộ, hiện tại em đang cháy hàng chị ạ. Quần da, lên cho chị luôn một mã sóc da bên ngoài đi. Chị lên cho khách luôn. Em lên luôn cho các chị một mã quần sóc da nhá. Lên một mã quần sóc da đây, chả nhiều chị hóng quá rồi. Nhưng mà em lên hồi chiều này là nhiều chị lại kêu, bảo Giang ơi chị chờ cả đêm em chả lên. Đến lúc cuối cùng em lại lên vào ban ngày. Chị đi làm chị chả xem được. Cho chị Sushi một cái A2. Sushi có luôn A2 này. Sóc da này hôm nay em đang định mặc đây, nhưng mà em lại quay đây mặc quần này. Cho chị một cái, lấy cho chị cái size M. Áo này quá mê luôn, dễ mặc lắm. M. M đó. Đây là S rồi. Xem mà chị như ở đấy đang còn đấy. Ui bác ơi, khách đặt à? Ai giả, gớm chưa? Đấy, đã sang ôm hàng rồi. A2 cho chị Thùy Dung một cái. À, Thùy Dương một cái. Ok, chị Thùy Dương, tối em không like chị ơi. Tối nay em nghỉ nhá. Cho Thùy Dương một cái A2 này.
Cho em A1 với nha. Kim Ngân chốt dự bị A1. Ok Kim Ngân. Đây các chị nhìn cho em. Quần sóc da này thì em đã luôn, hôm nào em mặc like các chị cũng cứ hỏi thôi. Hỏi hoài, hỏi mãi, hỏi đi, hỏi lại, hỏi tái, hỏi hồi luôn. Được chưa? Thật sự khi bán 145 đến 149 nghìn thì các chị có hỏi đâu. Không hỏi nhiều đâu. A2 cho chị kem ly một cái. Được chưa? Đây các chị nhìn cho em này, em không chốt thêm quần tấp bé đâu, em không biết là còn hay không. Đây bán cho các chị 129 nghìn nhá. Lên giúp em là quy mấy đây? Q4 kèm theo size SML. S từ 38, 39 cân đến 45 cân. M từ 46 đến 50. L từ trên 50 đến 55 cân. Cho em đợi chút em mặc cho mà xem. Lại nhặt. Ô khăn mặc em chốt rồi đấy, nhưng mà không bảo. Em bán khăn mặc rồi đấy chị Phương ạ. Hết rồi á, không còn đâu á. Ô thế áo vẫn buộc vào để lấy. Đây. Được chưa? Em nói luôn với các chị em mình. Thật sự với các chị em mình là nó siêu đẹp luôn. Được chưa? Làm thêm cho em đôi bốt đi lên nữa thì đúng là thôi rồi, đẳng cấp cho các chị em mình luôn. Được chưa? Đỉnh luôn cho các chị em mình. Đấy, chờ em chút xíu nha các chị. Cái đôi bốt của chị đâu nhỉ? Chị để lại hai đôi mà một đôi chị đi rồi đâu rồi. Cái đôi của chị đâu? Đôi này là đôi nhất từ ngoài vào mà. Tìm các chị xem cái đôi của chị đâu rồi. Chị cháu có nhớ là chị có mang lên trên nhà hay không? Đôi này chưa muốn xỏ chân vào, đang muốn để dành. Đôi ngoài đấy là đây là đôi này là đôi ở ngoài đấy mang vào cất lên ấy. Chắc là mang lên trên nhà rồi sao. Được chưa? Kể cả là cái này đi với cái bốt lửng cũng được, cái bốt đến đây của chị đâu ấy. Cũng đẹp luôn. Được chưa? Quy mấy nhỉ? Má này là má quy mấy thôi. Q4 kèm size cho em nha các chị. Được chưa? Đây bốt các chị em mình mua nó chính là cái mã B1 đây các chị, siêu đẹp luôn. Thật sự với các chị em mình không có một từ gì để chê, không có một từ gì để chê luôn. Được chưa? Nó quá đẹp luôn. Rồi em lên luôn quy mấy này. Q4 kèm theo size cho em SML nhá. À, quần này bụng to mặc cũng nét. Ôi trời chết rồi. Chuẩn luôn. Quần này đúng luôn là bụng to mặc cũng nét luôn. Thật sự luôn, quần này bụng to mặc vào bất chấp hết cả mỡ bụng luôn mà. Đẹp dã man luôn. Rồi Q4 này em chốt này. Q4 size L cho Nguyễn Thu Na. M cho Kiều Lê. M cho Kiều Lê này. B1 là đôi bốt em đi phải kèm size vào chị ơi. Q4 size S và L cho chị Ruby Xanh. S và L cho Ruby Xanh. L cho chị Trần Nhỏ. L cho Trần Nhỏ có luôn 129.000 một quần nhá. Hàng này em bao các chị em mình cả giá nhập vào luôn. Chị ơi cho em một áo xả 7. Ok chị Hương Nguyễn một cái xả 7. Xả 7 là em này này. Được chưa? Ok, xả 7 chị Hương Nguyễn. Q4 size L cho chị Hoa Bằng Lăng. Size M cho Hương Sakura. Size M cho Tường Vi. B1 size 36 cho chị Mi Phan Thị. Được chưa? Mình lên comment Q4 phải kèm size cho em. Chị ơi Hương Sakura có. Q4 này là 129.000 một quần. S và M cho Hương Nguyễn đầy đủ dấu. S, M cho Hương Nguyễn đầy đủ dấu. Em bán là 148.000 cơ. Chứ không phải giá này cho các chị em mình đâu. Chị Giang ơi thêm mã năm hôm qua màu hồng được không? Mã năm hôm qua màu hồng là mã gì? Em còn chả nhớ nữa luôn đấy chị ơi. Em không biết mã năm hôm qua màu hồng là mã gì luôn. Đây, bốt lưới đây các chị. Bốt lưới các chị nhìn cho em này. Thật sự với các chị em mình đi lên cho em quá đẹp luôn. Nó rất là tôn dáng cho các chị em mình, đẹp lắm. Đẹp nhỉ? Ôi dồi ôi, đi đôi này. Nhìn nó sang hẳn cái chân lên luôn. Đẹp dã man luôn cho các chị em mình. Em bị nghiện bốt này đấy, nên là em mới lại lấy về cho các chị em mình. Như trước em, dạ thật sự luôn là giá cả cái Hà Nội này chỉ có duy nhất hai shop bán hàng này thôi. 450.000 một đôi. Đây là mua để cho các chị em mình nhớ em luôn. Ôi thôi chết rồi em ơi, chỗ này chị vừa làm đổ cái cốc nước ra này. Đấy. Được chưa? Q4 còn chị nào mình lấy mình lên Q4 size S cho Kim Ngân, S cho Thu Huyền, S cho Hà Thị Loan,
Mờ cho Dung Lê không giấu. Mờ cho Dung Lê không giấu này, Thu Huyền có rồi. Chân váy da em chả biết là còn hay không đâu chị. Em chả biết còn hay không đâu. Tầm này hỏi em là em chịu đâu, em không có biết đâu. Ép cho Hương Quỳnh Nguyễn. Em cả một cái A2. Ok chị Suli một cái A2. A2 là áo em đang mặc. Rồi qua mã rồi các chị em mình luôn nha. Đẹp lắm luôn. Mà những cái hàng này các chị nhớ cho em nhìn bên trong còn một lượt nữa đây này. Hai lượt luôn nhá. Chuẩn loại 1 chứ không phải là cái hàng loại 2 là không có trần trong đâu. Được chưa, chị nào mình chưa được mình lên comment và nói cho em thôi. Cái này lên buổi tối là các chị lại trả chốt được đâu. Lên buổi tối là không có chốt được luôn. Phương làm gì đấy? Hả? Còn đồ bé bên kho còn chưa ôm về bên này để lên được chứ. Dưới này chị có cái áo dây nào nha. Này gấp cho chị này. Chuẩn bị nghỉ đây. Chuẩn bị nghỉ là chuẩn bị nghỉ thôi. Vào đấy chị cái áo đen tay von trong đấy. À tay ren, áo hè. Chỗ góc đấy. Góc trong ấy. Sâu đã về đấy. Anh cả khối đã về. Chờ em chút xíu nha mọi người. Dạ. Mẹ đây. Ôi dồi ôi. Nay con đẹp trai thế. Nghèo ôi. Hôm nay con mặc như thế nhìn con đẹp trai vậy. Trời ơi, nhìn kìa, sắp phải tắm, mặc này đẹp trai rồi, lại đây like với mẹ đi. Lại đây like với mẹ đi, gọi các bác vào mua hàng cho mẹ đi. Ôi ôi, đẹp trai không này. Ôi dồi ôi. Chào các bác đi. Chào các bác. Con mới đi học về. Con mới đi học về. Hôm nay con được bé ngoan. Hôm nay con được bé ngoan. Ôi dồi ôi, đứng lên đứng chào các bác đi. Trời ơi, giày dép như là thanh niên. Thanh niên thối. Đi đi. Ôi của mẹ. Rồi mẹ biết rồi. Còn đây lên chứ. Lạnh quá con ơi. Con đi lên trên nhà đi không lạnh. Con ba lên bây giờ. Ba lên bây giờ để ba lên ba tắm cho con bây giờ mà. Từ từ hôm nào rửa xe mới. Bây giờ lên tắm đi, lên ba chuẩn bị ba tắm cho để sang Cộng Sơn ăn cơm nhanh lên. Từ tối nay mẹ nghỉ like. Đi sang Cộng Sơn còn ăn cơm. Eo ơi, trông ghét không kìa bốc. Eo ơi, trông trông ghét thật luôn ấy. Q4 cho ép cho chị Bác Nguyễn một cái em ơi. Q4 cho bác Nguyễn. Quần chị mà còn không cho em ở F1M Ngọc Anh Vũ ơi, mã nào em ơi. Chuẩn bị nghỉ nhá, cho chị một lượng nó ok. Nước hoa chiết chị lên cho em mã 199 bác Tường Vi ơi. Nước hoa chiết bác lên cho em mã 199. Riêng nước hoa chiết chỉ phục vụ khách quen thôi. Thật sự luôn ạ. Là thật sự là nhiều chị là các chị muốn mua là 199.000 phải cái chai nửa lít cơ. Đây cái 199.000 cái chai của em nó bé như ngón tay ấy. Đây là em chỉ phục vụ khách quen thôi vì của em là hàng Âu không phải là hàng fake. Khoác Nam hết hàng rồi chị ơi, lên Nam cháy hàng làm gì còn đâu. À, cho mình mã A2 ok chị Mỹ Hoa Trương một cái A2. Mỹ Hoa Trương A199 là chị Tường Vi. Quần như chị mặc này hết rồi không còn đâu, hết sạch rồi. Không còn nữa luôn, chị Tường Vi có luôn mã 199 thôi. Còn bác nào mình hỏi em gì không? Có bác nào thích lên luôn em áo này không? Rõ đẹp luôn này. Có bác nào lấy không lên luôn, đưa lên chị luôn này. Áo em đang mặc có chị nào mình lấy mình lên luôn cho em là 65 đen. 65 đen cho em nhớ hàng của em, hàng Quảng Châu này. Túi cứng, hai tang mát. Chuẩn cho các chị em mình hàng xịn sò luôn. 180.000 thanh lý 65.000. Không chị nào bị nhau nhá. Bác nào mình lấy mình lên cho em là 65 đen cho em. Được chưa? Chất là chất Bozip từ 38 cân đến các chị em mình 62, 63 cân vẫn mặc được. Hàng này thì em để kể cả đến hè em vẫn bán thôi. Hè em bán 85.000 toàn bộ rẻ nhất luôn. Túi đâu là chị vừa mới thấy túi xong thì lại để nó bay đâu mất rồi. Đi đâu sao rồi? Sao sao? 65 đen cho em nha các chị. Đẹp lắm luôn, dạ ép chắc không lên được. Dạ ép đang vướng hàng trong kia rồi. Hàng trong kia đang nhiều quá không lên được rồi. 65 đen cho chị Dung Đỗ một cái. Cho chị Sushi một cái.
sushi B1 size 36 chị Thu Huyền một đôi. 65 đen cho chị Vị Đắng Sô Cô La. 65 đen cho chị Kim Chi Nguyễn. 65 đen cho Dung Lê. 65 đen cho Nguyễn Thu Na. Nguyễn Thu Na có luôn này. 65 đen cho chị Quyên quát một cái, màu đẹp, chất cũng đẹp luôn. Bác Quyên quát có luôn nhá. Áo này 63 cân mặc được chị ơi, co giãn rất tốt luôn. Phạm Phương không giấu 65 đen. Hương Nguyễn 65 đen, Lý Hà 65 đen. Ham còi hiền, à quên, ham chơi hiền có luôn 65 đen. Nguyễn Thu Na có rồi mình ơi. Cho chị Kiệt Nguyễn Anh có 65 đen. Đờ Trợ Tuyệt Nguyễn Anh có này. Cho Thu Trần có luôn 65 đen. Thu Trần có B1 size 38 mà chị Nhung Dương một đôi. Con một con, ba một con. 65 đen là chị Hoa Cỏ May một cái. Hoa Cỏ May 65 đen, Phạm Thu có 65 đen. Phạm Thu 65 đen này. Cho chị Phương Khánh một cái 65 đen. Phương Khánh có luôn một cái. Hoa Cỏ May có rồi chị ơi. Cho chị Bùi Nhật Phương một cái. Bùi Nhật Phương có luôn một cái 65 đen này. Cái gì kia ta? Bốt vừa nãy đôi, vừa nãy em đi là em đi bốt chị ơi. Vừa nãy em đi là em đi đôi bốt này mà. Bốt lưới. Có áp ảnh rồi, đôi này là 225.000 một đôi. Có size từ 35 đến 39, mã là mã B1. Thu Trần có 65 đen rồi mình ơi, dép em còn. Dép này lên cho em là dép kèm theo số lượng nhá, 19.000 một đôi. Dép kèm theo số lượng 19.000 một đôi ạ, không chọn màu đâu. Em đang đi ở chân đây này. Em đang đi này. Đấy, mình lên cho em là dép kèm theo số lượng đôi thôi, không chọn màu nhá. Dép kèm số lượng đôi không chọn màu. 65 đen là chị Sương Nguyễn một cái này. Ok, chị Sương Nguyễn có 65 đen. Lỗ nhưng các chị nhận được hàng này vẫn cứ sướng luôn. Nhận được hàng này là mùa hè thế nào cũng lại tìm đến em Giang thật sự luôn. 199 là nước mã nước hoa chiết. Là mã nước hoa chiết đấy Trâm Anh. Rồi, dép cho chị Mơ Huỳnh 3 đôi. Thêm một đôi dép cho chị Minh Nguyễn không giấu. Ok, chị Minh Nguyễn không giấu. Tắt cho chị về, lạnh quá. Chị Giang chốt cho em thêm mã xả 5 hôm qua với là mã hút đi màu hồng đó. Đây chị ơi, chị lên luôn cho em đi, hôm nay lên mã mới này luôn đi, hút đi. Hút đi màu hồng đấy, hôm nay chị lên cho em đó là mã GT mấy đó. Nhìn thấy chị lên GT mấy không? Lên cho em là GT7 128.000 40 đến các chị em mình 65 cân. Mình lên giúp em là GT7 nhá. GT7 cho em ạ. Đẹp lắm luôn, yên tâm luôn cho em hàng này đi. 145 đến 148.000. Giờ để cho xả 128.000. Thêm 65 đen cho chị Hoa Cỏ May. 65 đen cho Huyền My. Q4 size M cho chị Hạng. Ham chơi hiền thì như có rồi. 65 đen cho tính Trịnh Thị Tinh. Một đôi dép cho Sushi. Một đôi dép cho Sushi này. GT7 cho Thùy Dương một cái. GT7 này là 128.000. Giá này giá thanh lý cho các chị em mình nốt. Không còn nhiều đâu, còn có ít thôi. Hết là hết hẳn luôn, không còn nữa nha. 199 cho chị Nguyệt Nguyễn một lọ nước hoa đấy. Nhớ nhé, nước hoa để tí nữa em lên. Em lên em chiết luôn, à em mang luôn cho chị nước hoa đây. Chị chiết luôn đi, mang luôn chị xuống đây để chị chiết luôn cho. Còn đến lúc bọn em phun bơm được nó mà rớt ra ngoài thì chị chết luôn. Dép cho chị Thu Cao 2 đôi. Ok, chị Thu Cao có luôn 2 đôi dép này. Rồi, để em chút xíu nha. Chiết hộp nước hoa cho các chị em mình có thể nghỉ. Dép có sai không? Dạ không chị ơi. Dép đi trong nhà làm gì có sai hả chị? Trai gái nam nữ thì đều lê được hết luôn cho em ấy mà. Cho chị Hoa Cỏ May một đôi dép. 65 đen là chị Liên Vũ không giấu một cái. Ok, 65 đen là chị Liên Vũ này. Nhớ cho em nước hoa của em này, nhìn thôi đã mê rồi. Màu của em đó là màu hồng đào hay là hồng cam tùy các chị gọi. 3.450.000 một chai. Các chị em mình thích hàng em nhỏ này, em chiết ra cho các chị em mình là 199.000 một tuýp này cho các chị em mình. Ok, chị Trinh Bùi một cái áo 65 đen. Cho chị Trinh Bùi một cái em ơi. Được chưa ạ? Đấy, đây các chị nhìn cho em khi em chiết lên cho các bác mình nha. Chiết trực tiếp luôn chứ không có vớ vẩn gì luôn cho các chị em mình. Em chiết trực tiếp luôn ạ. Đấy, đây các chị nhìn cho em nha.
chiết cho các bác mình luôn. Một cái này là 199.000. Nhìn cho em này. Nhớ cho em là đây em đóng ở đây nó đã đầy rồi này. Các chị em mình thấy họ lắc lắc này. Thấy không kia không, nhưng khi dốc ngược lên các chị nhìn cho em này. Nó sẽ là như thế này, nên là khi về nhận hàng dốc ngược lên đừng bảo rằng là khi mà dốc ngược lên lại bảo Giang là đóng hàng thiếu cho mọi người là không được đâu nha các chị. Được chưa? Vì là nó có một đoạn cái này. Cũng giống như là một cái chai ấy, chai các chị em mình đóng là nó chỉ đến ngữ này thôi. Là em bơm lên cho các chị em mình đến đây là đầy nhất có thể rồi đây các chị nhìn cho em này. Đấy các chị nhìn thấy không? Là đầy rồi này. Đến tận đây rồi. Được chưa? Nhưng khi dốc ngược lên các chị nhìn cho em này là nó sẽ có mất một đoạn chỗ này là cái vòi của nó nhá. Nó mất một đoạn chỗ này là cái vòi của nó thì nó sẽ hao chỗ này này các chị nhìn cho em này. Đấy là em phải báo luôn cho các chị em mình. Được chưa? Bán cho các chị em mình đó là 199.000. Em phải quay chữ đi không sợ nó lại quét video á. Đấy các chị nhìn cho em. Còn em bán nguyên một chai này là 3.450.000 cho các chị em mình. 3.450.000. Đã bán cho các chị em mình rất nhiều rồi, chiết luôn cho các chị em mình thôi. Quần quy 460 cân thì không mặc vừa đâu chị ơi. 60 cân nó ôm quá mất. Em sợ nó chật mua về không mặc được nó phí tiền lắm. Đấy là mã 199 đấy các chị. Em nói luôn đây gọi là để cho các chị em mình được dùng cái nước hoa hàng thật thôi. Thật sự với các chị em mình một phát xịt thôi đã là bao tiền rồi. Chứ không phải là cái hàng mà các chị em mình mua gọi là 100 hơn 100.000 cái chai nó to bằng cả cái bắp chân đâu. Nhá, không phải là chai to bằng cả bắp chân đâu. Cái này của em là 199.000 là một em này này. Chứ còn cái chai mà đến cả nửa lít ý, thì nó là mấy chục triệu rồi. Là chưa, để cho các chị em mình được dùng nước hoa hàng chuẩn, hàng ao. Thêm đôi dép nữa nhà, ok chị Sushi thêm đôi dép nữa. Áo em đang mặc là mã nào? Áo em đang mặc là mã 65 đen. Chị lên cho em là 65 đen cho em. Cắt luôn mát đi cho chị em ơi, cắt luôn mát đi, chị để lại một cái này chị mặc luôn. Chị lên comment cho em là 65 đen cho em nhá. Cắt luôn mát để mặc đấy. Giờ chợ vì mặc những cái dòng này rõ là xinh luôn mà gọn người. Mình có đơn đi chưa bạn? Chị Hân Trần Gia này. Không nhắn tin địa chỉ điện thoại thì chốt làm sao được để mà đi hàng được hả chị? Nước hoa mít thì không dùng xịt à, em hôm trước mua. Đúng rồi, không phải xịt đâu chị ơi, thơm lắm Thủy Dương ơi. Con đấy là con chấm. Nó lọ mini 230.000, lọ đấy là lọ chấm, chỉ cần một giọt thôi. Giọt như cái giọt nước mắt thôi, nó thơm cả mấy ngày rồi các chị ạ. Rồi, các chị em mình có đơn mình nhắn hết cho em địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn nhé. Để em dừng like nha các chị. Giờ em nghỉ đây. Tặng một món quà cuối like để nghỉ cho các chị em mình này. Ô cho chị cái áo kia của bé kia đi. Có mấy cái đấy, còn mấy cái. Của chị nào hôm trước không nhắn tin địa chỉ điện thoại đấy. Em còn một cái áo bé này cho một chị luôn này. Ôi giời. Chợ là nó gồm kèm cả một em này luôn. Còn mấy cái. Cái đó là số mấy đấy. Được chưa? Đây các chị nhìn cho em này. 135.000 để cho các chị 115. Hàng cao cấp của bé nhé, bên trong trần hết luôn. Cái này chị em nào mình, em còn một cái này cho bé nha các chị em mình này. Có cả cái túi đeo luôn. Cái này cho bé nha các chị em mình, từ tầm khoảng 9 cân đến tầm khoảng 11 cân cho em này. 9 cân đến 11 cân. Và cái này cho bé nha các chị em mình, tầm khoảng 14-15 cân thoải mái cho em này. Nhá. Cái này mà 9 cân, 8 cân đến tầm 11 cân mặc được rồi. Được chưa ạ? Đẹp lắm luôn. Còn cái này là cho bé nha các chị 13 đến 15 cân cho em, ok. Các chị em mình lên comment vào đây cho em luôn là mã 115.000 kèm theo cân nặng. 115.000 kèm theo cân nặng cho em. Để lại một cái này đi, cái này để tặng đi. Đẹp quá. Cái này thì tầm khoảng 8 cân cũng mặc được cho em rồi. 8 cân đến tầm khoảng 10-11 cân mặc đẹp. 65 đen là chị Nguyễn Nguyễn một cái. 115 kèm theo cân nặng cho em các chị ơi. 115 kèm áo bé, lấy luôn hai cái đấy cho chị Thùy Dương luôn, hết hàng. Cho chị Thùy Dương luôn hai cái này là hết hàng luôn, không còn nhá. 115.000 một cái, em còn có hai cái này là hết luôn. Chị Thùy Dương lấy luôn cả hai cái, chị đang bán cho em cái áo khoác đỏ, chị để lại đi Loan Hoàng thôi. Bác ơi em để lại cái đấy rồi. Để lại rồi. Có cái màu ghi đây này. Có chị nào lấy cái màu ghi này thì lấy. Chẳng em lại để lại thêm cả màu ghi nữa luôn. 139.000. Mã này mã K bao nhiêu rồi em? Cái này lên comment cho em là K4. Chưa có K4. Comment cho em là K4, 139.000 có mỗi một chiếc thôi. Toàn bộ bên trong lót lông cừu nhá, 40 cân đến dưới 65 cân mặc đẹp hết.
Comment giúp em là K4, có mỗi cái thôi. Hàng này toàn bộ là hàng 195 đấy, để cho các chị 139 luôn, còn mỗi chiếc. Comment giúp em là K4 cho em nhá. K4 cho em mà có mỗi cái thôi, 139.000 hết hàng. K4 cho em. K4 cho em. 115 hết rồi đấy, các chị không còn đâu. K4, áo em đang mặc là mã 65 đen, chị ơi, 65.000. 115 em lại để cho chị gì hết rồi. Chị nào lấy cả hai cái rồi đấy, áo bé hai cái, chị Thùy Dương em để cả hai cái cho chị rồi. K4 65 đen, comment số điện thoại em không đọc tên đâu. K4 là chị Tươi Phạm không giấu hết luôn. K4 là của chị Tươi Phạm không giấu là hết luôn nhá. Rồi em tặng món quà ra em nghỉ đó. Tặng món quà để nghỉ. Rồi chị tặng một cái cho một chị thôi. K4 hết hàng. Cái này comment cho em là Giang tặng không đồng và em nghỉ nha mọi người. Các chị có đơn nhắn hết cho em địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn. Lên comment cho em là Giang tặng không đồng. Giang tặng không đồng, Giang tặng không đồng ở đấy cho em nha. Em cho một chị thôi là em nghỉ. Các chị có đơn nhắn hết cho em địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn. Đơn này sáng mai nhân viên mới chốt đơn được. Tối nay liệu có xong đơn kia không? Nếu như mà xong thì là tối nay các bạn ấy chốt luôn, còn không thì sáng mai nhé. Còn tối nay em nghỉ em không like được. Mã này là mã Giang tặng không đồng. Em kỷ niệm cho một chị luôn, không lấy tiền. Comment giúp em là Giang tặng không đồng cho em nha các chị. Giang tặng không đồng cho em. Ok, cho Hà Phạm Giang tặng không đồng. Cho Hà Phạm một cái Giang tặng không đồng là hết luôn, không còn. Cảm ơn tất cả các chị các em mình đã theo dõi live stream nha. Mọi người có đơn nhắn cho em địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye các chị. Em dừng like đây.